Nam mô Bụt Tha Giả. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thanh Má trên net qua Pao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con thành kính đảnh lễ chư cha thân chào đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022 Phật lịch 2565, môn học thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập tiểu, Abhidhamma Sanggraha, bài 8 và 9, tâm quả vô nhân tiếp theo, do Hòa Thượng Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giả. Với tâm đảnh lễ Đức Như Lai và khứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh tốt hiện tại thế gian dài, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, Phật diệu hạnh, thực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tán vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những duyên trở ngại hãy đều hao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho cái niềm tin, biết hậu thì dễ hạnh, biết là chúng trong thiện. Chư thiên đã văn tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Dạ con xin đọc bài. Bài học ngày 17 tháng 6 2022, tâm tiếp nhận. Tâm tiếp nhận có thể hiểu như người dắt bàn tại nhiều nhà hàng lớn ngày nay. Sau khi khách hàng vào đã xác định danh tính thì người này đưa đến bàn ngồi giao việc phục vụ lại cho người cà tàn. Tâm tiếp thu cũng là tâm quả tương ưng với tâm ngũ quan, có nghĩa là nếu nhận thức là tâm quả xấu thì tâm tiếp thu cũng là tâm quả xấu. Tâm kiểm tra Santira Nachitta. Tâm kiểm tra có ba: một, tâm kiểm tra quả bất thiện thọ xả; hai, tâm kiểm tra quả thiện thọ xả; ba, tâm kiểm tra quả thiện thọ hỷ. Tâm kiểm tra là tâm ghi nhận cảnh. Trong tánh cách đơn thuần nhất, thí dụ như một người làm việc cho công ty lớn, khi khách được dẫn đến thì lấy danh tánh, giờ hẹn, mục đích rồi chuyển qua một nhân viên khác đưa đến văn phòng thích hợp theo nhu cầu. Với vai trò này, tâm kiểm tra là thức tâm quả tương thích với tâm ngũ quan và tâm tiếp nhận. Ngoài chức năng trên, tâm kiểm tra cũng có chức năng của tâm dư hưởng Tada Lam. Trong trường hợp cảnh tốt là ứng thuận mạnh. Ba chức năng khác vô cùng quan trọng của tâm kiểm tra, nhưng chỉ nhắc sơ lược trong bài học này là tục sinh, tiềm thức và tử.
Với những chức năng này cho biết nhiều về chủng loài của chúng sanh, giảm thuộc cuộc sống, thí dụ tâm kiểm tra và bất thiện thọ xả là tâm tục sinh, tìm thức tử của chúng sanh trong bốn ác đạo. Tâm kiểm tra thọ xả quả thiện làm tâm tục sinh, tìm thức tử của người lạc như câm niết bản sinh. Còn tiếp, dạ con kính mời đạo tràng cùng con đọc bài thỉnh pháp sư ạ. Thọ Đức Phật chuyên thành chánh giác, cảm đạo màu nhiều pháp cao thâm, phân dân chư chuyện pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh, bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mạnh túc khai qua, mong ngài truyền pháp đăng tòa, chúng sanh ít bồi may mà đủ duyên, như hoa sen lập sinh mùa hạ, đóa dương cao đóa lã mặt hồ, đóa còn tận đáy bùn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau, vì duyên bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ của khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm, phạm thiên dẫn di trần phủ phục, lời thiết tha biên đức sáng ngời, pháp chương im lặng nhận lời, về giường lập giả chi đời chuyển luân, thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô sanh, thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tịnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cớ thích sự tình ngày trước, đại thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng qua hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường từ bi. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí lạnh tan, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều, nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và chúng con kính cung thỉnh hòa thượng giác đẳng giảng dạy bài học hôm nay. Nhưng một cái thầy kính bình lễ tri tục đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, chúng ta càng có lớp thông pháp Abhidhamm dựa trên quyển Abhidhamma Sangaha. Nên thì chúng tôi phải đi sát theo chánh văn. Tuy nhiên có một điều là lẽ ra sau ngũ sung thức thì chúng ta đề cập đến một bậc bốn thứ tâm mà chúng ta gọi là tâm cơ nữa. Đây là tâm làm việc máy móc. Những tâm này là những gì rất là đặc biệt lý đề cập ở trong thắng pháp Abhidhamm, chứ không tìm thấy ở trong kinh tạng. Và sau này kể cả những vị luận sư của Phật giáo Bắc truyền cũng không có đề cập đến ba thứ tâm này, mặc dù các vị có nói đến một cái loại thức gọi là bạc na thức. Chúng tôi không muốn làm cho quý Phật tử rối, do đó chúng tôi không có muốn so sánh giữa Adrian Cụ Sa và cũng như là ở dưới thức. Nhưng mà ở đây chúng ta nên lưu ý là những tâm mà làm việc cơ năng, tức là việc máy móc này,
nó lại đặc biệt rất là quan trọng khi mà chúng ta học về tâm. Và chính khi học những điều này đó, nếu mà mình nhìn một cách cẩn thận, sẽ rất là cảm kích môn học Thánh Pháp. Và qua đó chúng ta cũng có niềm tin. Tại vì sao vậy? Lý do là nếu Thánh Pháp chỉ là một tác phẩm được tưởng tượng để mà viết lên, viết lên, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ không cần đề cập đến những tâm như là tâm chấp nhận, hay tâm kiểm tra, hay thái ngũ môn khai ý môn, khai ngũ môn khai ý môn, và kể cả tâm ưng cũng phi thiếu. Thực sự những tâm này đó, ngoài cái ý nghĩa là việc kết máy móc, thì không có cái vai trò gì đáng nói trên phương diện tư tưởng triết học. Thế nhưng những tâm này được đặc biệt để cập đến ở trong cái nhóm gọi là tâm vô nhân. Thì cái bài tới chúng ta sẽ học về tâm duy tác vô nhân, chúng ta sẽ nói về hai thứ là khai ý môn, khai ý môn, khai ngũ môn, khai ý môn, và luôn cả tâm ứng cúng sinh thiếu, là ba thứ tâm. Nhưng mà thật sự mà nói, nếu mà quý vị học muốn liên tục thì quý vị nên làm hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta học năm thứ tâm, xin lỗi, bốn thứ tâm mà gọi là cơ năng cùng một bài, đó là tâm chấp nhận, tâm kiểm tra, khai ngũ môn, khai ý môn, học liên tục năm bài, bốn thứ tâm này một trong một bài. Và rồi bên cạnh đó thì chúng ta học về diễn trình tâm thức. Khi chúng ta học về diễn trình tâm thức thì chúng ta sẽ thấy được rất rõ ràng cái vai trò của những tâm này. Hai tâm tiếp nhận là hai cái tâm mà thưa quý vị, nó tạo thành một cái trái độ, một cái buffer zone, nó nói tiếng Anh và nói tiếng Việt chúng ta gọi là một trái độ giữa ngoại cảnh và cái dòng tâm thức nội tại. Trong lúc mình cũng sung thức thì trực tiếp mắt đâm cảnh ở bên ngoài, đó là sắc thinh khí vị sụp, thì chính tâm tiếp thu, tâm kiểm tra, tâm khai của mục là những tâm và đưa cảnh vào trong thế giới, vào thế giới nội tại. Từ quả cho đến cái trung tính, và từ trung tính đưa vào cái phản ứng. Cái phản ứng đó chúng ta gọi là tạo quả, tức là tâm sinh lý. Rất là thú vị là trong Thánh Pháp không nói rằng những cảnh khi xuất hiện là trực tiếp đi thẳng vào trong dòng tâm thức của chúng ta, mà nó phải qua một cái môi giới. Cái đó về sau này chúng ta học về 18 giới, gọi là ý giới. Gọi là ý giới. Ý giới tức là hai tâm tiếp thu và tâm khai ngũ môn. Nó lấy ví dụ là, chúng ta lấy ví dụ là quý Phật tử, mà chúng tôi không biết ở Việt Nam thế nào, nhưng bên Mỹ đó, mà mình đi vào trong một nhà hàng, đúng như nhà hàng để ăn đó, thì chúng ta không có từ ở bên ngoài bước vào, đi thẳng tới bàn ăn liền, mà luôn luôn là có một cái người bên ngoài, gọi là người dân bàn như vậy, có sẵn như vậy không? Họ có cách để họ biết, hoặc là có ai đó họ liên lạc với trong, hoặc giả là họ có một cái hệ thống máy móc để truyền đạt cho biết rằng những bàn là trống,
những bậc nào đang có khách. Và cái người này là người dẫn bạn, dẫn chúng ta đi vào ở tại cái bàn nào đó thích hợp. Thì quý vị, chúng ta đi ăn nhà hàng thì chúng ta không bao giờ nghĩ ra cái gì quan trọng là cái khâu đó, mà chúng ta chỉ quan trọng là muốn ăn gì và ai là người phục vụ. Nhưng mà trước khi mà chúng ta được ăn, trước khi mà chúng ta được có người phục vụ đến để lấy cái order, thì chúng ta phải tiếp xúc với một người, đó là người dẫn bạn. Tương tự như vậy, trong cái guồng máy rất là tinh tế của nội tâm chúng ta thì có những thứ có tất cả lệnh, nhưng mà giữa cái tâm trực tiếp biết và tâm sự biết cái ngoại, những cái tâm hay là trái độ, cái chỗ những giai tầng trung gian đó gồm có tiếp nhận và kiểm tra. Thì ngày xưa ngài Hòa Thượng Định Sĩ đó, ngày dịch ngày dùng cái tâm tiếp thu và quan sát, nhưng mà chúng tôi không có dùng hai chữ, là cái chữ tiếp thu nó mang tới cách là chủ động. Thí dụ như là một công việc kia, cái kia họ tiếp thu là để lấy những cái đó. Người đi đơn thuộc là nhận tin tức, những gì mà được nói, được biết rồi, sau đó đó mới chuyển qua cái khâu tiếp theo. Do đó cái chữ tiếp nhận nó chính xác hơn là chữ tiếp thu. Và ngài Hòa Thượng Tịnh Sử ngài cũng dùng cái chữ gọi là quan sát. Dạ, quan sát. Thì cái chữ quan sát này đó chúng tôi đổi lại là kiểm tra. Dạ. Tại vì cái chữ quan sát đó có nhiều khi là một cách thống nhìn ra ở bên ngoài. Và cái gì có hay không có thì chúng ta cũng quan sát. Dạ, chúng ta quan sát, chúng ta nhìn chung thôi. Nhưng mà kiểm tra là một cái vật đã có rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra để coi nó có cái gì gì ở trong đó. Bây giờ gọi là kiểm tra. Thật ra quý Phật tử để ý là không phải, chúng tôi nói với mình rất là nhiều lần là chúng tôi rất là kính trọng ngày qua tiếng thật sự. Ngài là thầy bổn sư của chúng tôi. Ngài cho chúng tôi tu sĩ nhi. Ngài là bổn sư của Hòa Thượng Tuệ Siêu, ngài cho Hòa Thượng Tuệ Siêu sẽ gì, và kể cả cho sư Tại Thanh nữa. Ở trong nhà chúng tôi là trong năm anh em đi xuất gia thì ba người là tu với ngài, là bổn sư, là ngài dạy Hòa Thượng Tuệ Siêu, vậy chúng tôi còn dạy sư cậu của chúng tôi thắng pháp nữa. Thành ra cái sự kính trọng của chúng tôi đối với Hòa sự luôn luôn là một lòng tôn kính. Nhưng mà chúng tôi thưa rằng cái thời của Hòa Thượng á, thời Hòa Thượng Tuệ Siêu á, và đặc biệt là Hòa Thượng là người giỏi chữ Hán, theo cái chữ xưa đó nó có thay đổi theo thời gian. Quý vị để ý thấy như người Nam của chúng ta khi mà mình nói chuyện bây giờ đó thì mình nói chuyện cái ngôn ngữ mà nó khác ngày xưa. Thí dụ như ngày xưa chúng tôi nói là vô tư, có nghĩa là hồn nhiên. Còn vô tư bây giờ tức là thả cảm, không cần gì, không cần phải hạn chế, không cần phải ngại, gọi là vô tư. Quý vị thấy hai thời khác nhau. Hay là ngày xưa chúng tôi nói khả năng á, khả năng là cái gì mình có thể làm được. Dạ. Thí dụ tiếng Việt ngày xưa thời nhỏ chúng tôi vào chùa đó, là một người có cái khả năng nhất lên 70 kg, hay là một người có cái khả năng là học một lúc hai môn ba môn, thì cái đó gọi là khả năng. Ở trong tiếng Anh chúng tôi gọi là capable. Và cái chữ mà gọi là có thể được, dạ, có thể được, chúng ta dùng chữ khả dĩ, hay là có thể thì chúng ta dùng chữ possibility. Còn bây giờ người ta dùng cái chữ khả năng, tức là dùng cho cái chữ possibility. Dạ. Thí dụ như
người đó đi, anh đó đi thi một kỳ học kiểu đó thì có khả năng rất ngày xưa thời chúng tôi còn nhỏ mà nói khả năng rất nghe nó có hài lắm. Cái rất không thể là một khả năng được, mà người đó có thể bị rất, đừng chỉ có thể thôi. Hay là bây giờ họ nói là ăn kiểu này thì áo quyết có khả năng là tăng mạnh, thì cái chữ khả năng tăng mạnh đó bây giờ người ta nói rất là bình thường, nhưng mà ngày xưa chúng tôi nghe chữ khả năng tăng mạnh đó, khả năng áo quyết lên đó thì nghe nó khôi hài, là tại vì cái chữ áo quyết tăng đó có thể là một khả năng của con người được. Nhưng mà tiếng Việt bây giờ là nó khác với ngày xưa, chúng ta phải chấp nhận theo thời gian, mình không có thể nào mà mình không thể nào đứng yên một chỗ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái chữ phạn và cái vai trò của cái tâm mà nói đúng nhất ở đây đó không phải là tiếp thu. Dạ, tiếp thu ví dụ như một chế độ chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị thất thủ, chế độ quân hoàng của Mặt trận Giải phóng tràn vô thì họ mới tiếp thu cái này, tiếp thu cái kia, thì cái đó nó hoàn toàn khác với sự tiếp nhận ở tại này. Dạ, là chúng tôi không có sẵn chỉ tiếp thu, và cái sự quan sát giống như là giới quan sát hay là một nhà quan sát, nó không phải là vai trò để mời vai trò để kiểm tra. Cái vật đó đến rồi, chúng ta nắm trên tay rồi, chúng ta có trước mặt rồi, thì chúng ta kiểm tra của nó là cái gì, thì cái đó là kiểm tra chứ không gọi là quan sát nữa. Dạ. Nên mà thật ra thì thưa vị, ngoài cái thời đó còn có một chính nữa là Hòa Thượng Tịnh Sự đó, chúng tôi ở gần Hòa Thượng, chúng tôi biết rằng Hòa Thượng hồi còn nhỏ, Hòa Thượng là người chuyên học chữ Hán, và chữ Hán của Hòa Thượng là chữ Hán của Phật giáo Bắc Tông, tức là cái chữ Hán của quý thầy rất là cổ, thứ nhất là cổ văn, đa số quý thầy bên Bắc Tông là học chữ Hán theo cổ văn nhiều hơn kim văn. Thành ra cái chữ nó có thể là 1000 năm về trước, có thể là thời Ngài Quyền Tráng, Ngài Nghĩa Tịnh vào thế kỷ thứ năm, 1700 năm về trước xài như vậy, nhưng bây giờ thì chúng ta không đọc được, chúng ta xài khác đi. Nên chúng ta phải rất là cẩn thận. Và trước khi nhắc lại là trong cái cách dịch của Ngài Tịnh Sự và được nhiều, được hầu hết các lớp tăng pháp dạy ngày nay đó, là dùng hai cái chữ là tiếp thu và quan sát. Còn chúng tôi thì chỉ tiếp thu, chúng tôi không dùng, mà chúng tôi dùng chữ tiếp nhận. Và tiếp nhận như là một người dẫn bàn cách đến. Người ta gặp người dẫn bàn nói rằng tôi đi 2 người, đi 5 người, tôi muốn ngồi ở gần cửa sổ chẳng hạn, thì cái người dẫn bàn sẽ đưa người khách vào trong cái chỗ mà người khách muốn, nếu họ có chỗ. Thì có tiếp tục gọi là cái vai trò đó là vai trò tiếp nhận, tiếp nhận của một công ty, tiếp nhận của một nhà hàng. Và cái gọi là tâm quan sát thì chúng tôi là kiểm tra, tức là cái này là để có một cái nhìn, một cái nhìn nhận rất rõ những cái gì ở cảnh, và từ cái nhìn của tâm kiểm tra nó mới dẫn đến một cái trạng thái khai ý môn, khai ngũ môn, và xử lý. Yeah, và xử lý, và cái tâm xử lý cái khai ngũ môn, khai ý môn chúng ta sẽ học vào cái chúng ta sẽ học vào bài học tới. Và bài học tới thì nó hơi rắc rối chút. Hơi rắc rối chút là chúng ta không có rắc rối mà hơi chi tiết một chút. Là khi đó chúng ta sẽ học luôn về một cái ví dụ tiêu biểu của diễn trình tâm thức. Và nhờ ví dụ tiêu biểu này, chúng ta sẽ hiểu toàn bộ cái vai trò của ngũ song kích. Và tâm kiểm tra khai ngũ môn, khi ý môn. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng tại sao những thứ tâm này có một vai trò rất là đặc biệt, và ở đây cũng là phần mà chúng ta gọi là phần đặc sắc của môn thắng pháp. Thì thưa quý vị, chúng ta nên hiểu một vài cái điểm mà liên quan đến hai cái thứ tâm này. Đầu tiên đó là hai tâm tiếp nhận và kiểm tra đó, nó đều không phải đơn thuần là máy móc mà không bị chi phối bởi quá khứ, như là tâm khăn, môn khăn, khăn y vô, mà nó lại là một thứ tâm quả. Nếu là quả bất thiện thì tâm tiếp thu
và bất thiện tâm tiếp nhận cảnh sống, và nếu là quả thiện thì nó tiếp nhận cảnh cảnh tốt. Khi mà cái tâm nó bị chi phối bởi cái nghiệp đó thì chúng ta phải hiểu rằng những cái tâm này nó sanh theo một cái nghiệp tương đồng với ngũ sông thức, ngũ sông thức cái mà chúng ta đã học rất. Và do nó sanh tương đồng về phương diện nhân quả, mình sẽ nhận ra rất ư là dễ dàng là nó mang theo một số những cái đặc tính của ngũ sông thức về phương diện nhân quả. Tức là nếu ngũ sông thức là quả thiện thì những tâm tiếp nhận kiểm tra này nó cũng là tâm bạc thiện, và nếu là ngũ sông thức là quả bất thiện thì hai tâm này nó cũng chi phối bởi bởi cái gọi là quả bất thiện. Thế nên đó vẫn là điều kiện, tuy là nó làm việc máy móc. Ba những cái tâm mà chúng ta học bài học kế tiếp này nó làm việc máy móc, nhưng mà nó không bị chi phối bởi nhân quả, còn tâm này nó vẫn chi phối bởi nhân quả. Và rồi cái đặc điểm của tâm tiếp nhận đó, nó lại làm nó làm cái vai trò của cái gọi là ý giới. Nói như vậy thì nó hơi xa quá, nhưng mà hôm nay chúng tôi nói điều này tại vì ở trong thời gian vừa qua là chúng tôi đã giảng cái giáo trình này rồi, và quý vị cũng nghe Hòa Thượng Tề Siêu giảng về điều này rồi. Thì thưa quý vị, ở trong Phật giáo có một cái gọi là 18 giới. 18 giới thì thường là 18 giới chúng ta chỉ nghe đơn thuần là 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. 6 cảnh là sắc thinh hương, sắc thinh khí vị xúc. 6 căn là nhãn nhĩ thị thiệt thân và ý. Mà 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Bây giờ sắc á, là cái gì mình thấy, nó gọi là sắc giới. Mà cái căn á, nhãn căn á, tức là con mắt, tức là cái cơ quan, cái bộ phận ở trong thân của chúng ta cho phép chúng ta thấy. Và nhãn thức á, là cái biết của con mắt, cảnh sắc của con mắt và thị giác là ba cái, là ba cái giới liên quan đến nhãn mục, cảnh sắc, con mắt và thị giác. Rồi nhĩ thức thì cũng có cảnh thinh, nhĩ căn, cái lỗ tai và thị giác. Rồi chúng ta có cảnh khí, thị căn và thị thức. Có cảnh vị, thị căn, thị thức. Có cảnh xúc, có thân căn, có xúc giác. Nhưng đối với ý đó thì chúng ta nói là có cảnh pháp, rồi ý giới và ý thức giới. Thì cái ý giới này đó, nó không phải là sắc ý rồi. Ở trong sáng tạo ý giới trong tác pháp đó, nó gồm có hai phần tiếp thu và tập hành của bộ. Ý giới này đó thôi về tâm thức. Khi chúng ta học vào những thể tâm quý vị sẽ thấy, mặc dù có đề cập đến sắc ý vật, nhưng mà trong 18 giới thì sắc ý vật không được đề cập. Không được đề cập
ở trong cái vai trò của 18 giới, mà thay vào đó là ý giới, 300 ý giới, 200 chức thu và trong khai ngũ mục. Ở đây thì nó hơi khó cho vị Phật tử một chút, bởi vì chúng ta trong giáo trình này vẫn chưa nói về diễn thiền tâm. Nhưng khi chúng ta học về diễn thiền tâm thì chúng ta thấy rằng giữa cái thế giới ngoại tại, tức thế giới bên ngoài, và thế giới nội tại, tức là tâm thức, thì nó cần có một cái môi giới, cần môi giới để nó đứng ở giữa. Và cái môi giới đó chúng ta gọi là, chúng ta gọi là ý giới. Trong cái môi giới đó đó thì quý vị tâm khai ngũ môn gọi là ý giới, thì nó hoàn toàn máy móc và nó không thuộc về nhân, không thuộc về quả. Trong lúc đó hai tâm tiếp thu thì nó thuộc về quả, đó là quả, hoặc là quả thiệt hay quả bất thiệt. Phải phân ra và phải thấy điểm này đó, thì chúng ta mới nhận ra được là cái nghiệp trong quá khứ nó chi phối chúng ta ở cái mức độ nào. Và tại sao chúng tôi lấy một cái ví dụ về cái quý vị nghe câu chuyện Chư Quân Cống Hồ thì Vương Chư Quân là một kiều nữ rất đẹp. Và khi mà Chư Quân được tiến cung, thì bây giờ có một vị thừa tướng Mao Quậy đó, ông này ông là một vị quan có cái trách nhiệm để tuyển lựa mỹ nữ cho nhà vua. Và những mỹ nữ nào vào trong cung mà muốn được vào gặp nhà vua đó, thì phải qua tay vị quan có trách nhiệm tuyển lựa này. Và do vị này làm giàu bằng cách này, là những mỹ nữ nào mà muốn được nhà vua sủng ái hay muốn gặp nhà vua, tại vì có vua sống, có rất nhiều, cả hàng trăm hàng ngàn mỹ nữ được tuyển vào cung, thì nhà vua đâu có thời giờ đâu mà đi chọn lựa từng người. Và người mà vị vua do cái việc chọn lựa sơ bộ đó cho vị quan, và Mao Thoại làm công việc đó, thì ai mà muốn được gặp nhà vua thì vị này sẽ là người hỗ trợ bằng cách là nhận tiền hối lộ. Sau khi nhận tiền hối lộ thì vị này sẽ cho vẽ cái hình của cái vị đó đẹp hơn một chút, duyên dáng hơn theo sở thích của nhà vua. Và khi nhà vua hỏi thì họ vị viên quan này sẽ tâu lên, sẽ tâu lên với nhà vua, câu đó bộ đẹp như vậy, đường nét như vậy, quyến rũ như vậy, vân vân. Nhưng mà Chư Quân là một phụ nữ đẹp và lại có lòng tự tin với nhan sắc của mình, nên không có luồn cuốn và cũng không có đút lót cho vị quan này. Cho vị Bác Thoại đã làm một việc mà nó thay đổi nhiều trong dòng lịch sử Trung Hoa, và nó tạo nên một bi kịch cuộc đời của Chư Quân. Mà vì sau này chúng ta nghe câu chuyện Chư Quân Cống Hồ đó, đó là Bác Thoại đã thêm một cái nút ruồi, một cái nút ruồi ở dưới cái mí mắt. Thì khi những cái người mà được gọi là mời đến làm họa sĩ vẽ là chân dung của các mỹ nữ á, thì họ vẽ Chư Quân rất đẹp, nhìn thấy rất là bắt mắt, rất là khả ái. Nhưng mà Mao Thoại vẫn đã bằng cách nào đó thêm một cái nút ruồi vào trước khi trình bức tranh lên nhà vua. Thì nhà vua thấy chị ảnh Chư Quân cái đẹp quá mới hỏi. Thì bây giờ Mao Thoại nói rằng nàng rất đẹp nhưng mà có nút ruồi. Nút ruồi này ở trong sách Tướng là Tích Lệ Trương Phục Tương Phu, tức là cái nút ruồi đem lại cái họa cho vua và cái họa cho chồng. Và do vậy nhà vua nghe cũng hơi ái ngại nên đã không tuyển Chư Quân vào cửa cung. Mà sau đó khi mà rửa hồ, tức là chúng ta lại gặp Mông Cổ xuống đánh, thì mới đưa Chư Quân như là một công phẩm để lúc bây giờ để tránh chiến tranh, tránh cuộc can qua. Và chúng ta đã nghe cuộc chuyện một cái bi kịch của một kiều nữ rất đẹp, một gia nhân tuyệt sắc,
mà rốt cuộc phải là một cái khấu phẩm cho bây giờ hộ cho chuyện của chư quân cống hộ. Cái sự kiện của chuyện này thì quý vị thấy rằng cái vai trò của cái vị quan và tiểu vào trong cung quan trọng chứ không phải không quan trọng, và hầu như là vị quan đó là cái người đại diện cho nhà vua để làm cái công việc ban đầu, làm việc công việc đầu. Thì cái công việc mà của tâm tiếp nhận và kiểm tra đó, nó lại bị chi phối bởi cái nghiệp lực của chúng ta trong quá khứ, và do nó chi phối bởi nghiệp lực của chúng ta trong quá khứ nên có những điều mà chúng ta biết về thế giới này thật ra nó không khách quan. Và do vậy khi tâm xử lý khởi ra khởi sanh thì chúng ta đừng ngạc nhiên là tại sao nó có sự khác biệt giữa người này và người khác. Hôm qua chúng tôi đến Tampa đi dự đám tang, quý vị, là người đón chúng tôi là một Phật tử quen từ ở trên Virginia, và hai vợ chồng về xuống đây. Và có một điều là hai vợ chồng đều rất là thích biển. Tampa Bay là một cái vùng đất mà có rất nhiều biển, rất nhiều bãi biển. Và hai vợ chồng về xuống đây được khoảng chừng 6 tháng. Khi mà nói về vùng đất này thì cái vị này rất là hạnh phúc. Dạ, rất là hạnh phúc. Chúng tôi cũng đặc biệt cũng thích về biển, nhưng mà mà hai vợ chồng này cũng đặc biệt thích về biển lắm, thích lắm. Nên xuống đây giống như là mình muốn gì điều đó về để cảm thấy rất là hạnh phúc, là khi mình được sống một nơi mà chạy xe một nỗi gặp biển như vậy. Thì chúng tôi cũng biết rằng có nhiều người sống ở tại đây mà 30-40 năm nhưng mà không thấy có thích thú gì về biển hết, thậm chí thấy biển là thấy ngán, không muốn ra biển. Nhưng mà hai vị này thì rất là thích biển. Thì quý vị thấy không, ở đây đó, nó cho chúng ta thấy có một cái sự chiêu cảm của nhân quả. Nhiều khi cái mà mình gọi là tốt hay là cái mình xấu, nó không đơn thuần là cái cảnh ở bên ngoài, là cảnh khách quan, mà nó lại bị chi phối cái nghiệp quá khứ mà chúng ta không biết được. Có những người trời mưa cũng vui, trời nắng cũng vui, mà có những người á là nắng không ưa, tôi không chịu, cái nào cũng phiền lụy hết. Vì vậy ở trong cuộc sống này nó không đơn thuần là nhân sinh quan của đời sống đâu, không đơn thuần là chúng ta có thể là chủ hết đời sống, mà bên cạnh đó còn có sự chi phối của quá khứ. Và cái sự chi phối này nó rất là nhất định. Cũng có những người, thưa quý vị, họ sống ở một cái thành phố hoa lệ như là Paris, họ hưởng thụ rất nhiều về cái văn hóa, những con đường, những cái tàn cây, những cái cầu. Nhưng rồi có những người sống ở Paris cả đời, họ chỉ thấy rằng đó là một vùng đất vật lộn, nào là mùi khai ở dưới metro, nào là những con đường mà lá rụng ngổn ngang vào mùa thu, nào là cái rác buốt xương của mùa đông. Và họ thấy Paris không có gì, họ chỉ mong được về lại Việt Nam mà thôi. Chúng tôi gặp người như vậy thì tất cả những điều đó nó dựa một phần ở trên cái gì, ở trên cái sự chi phối và nghiệp lực bởi quá khứ. Và cái tâm tiếp nhận và kiểm tra này đó, nó cũng bị chi phối như vậy. Nó giống như một mao thoại, giống như bị quan mà tuyển chi quân vào đó. Tuy rằng khi mà mình định đề cập đến thì chúng ta chỉ định bị vua đề cập đến một mỹ nữ, nhưng mà giữa vị vua mỹ nữ có một cái vị đóng vai trò trung gian. Dạ, trong cái vai trò trung gian này đó, thì nó lại trở nên quan trọng. Nó có thể mở ra một cái khúc quanh, tạo nên một khúc quanh lịch sử nữa. Dạ. Đối với chúng ta, những định tâm thức là một trong những cánh cửa đi vào một cái thế giới
tế nhị nhất về tâm lý học mà được nhân loại biết đấy. Không có một tôn giáo nào, không có một khoa học nào, không có một ai khác ngoài Đức Phật và ngoài cái môn tánh pháp này đã cho chúng ta được một cái khung cửa đi sâu, đào sâu đến mức độ vĩ mô mà chúng ta nói về hiện tượng tâm lý như vậy. Và trong cái cánh cửa rất nhỏ này thì chúng ta tìm thấy cái sự chi phối của nhân quả trong đời sống. Và sau cái những cái tâm mà máy móc này nè, những tâm mà chúng ta gọi là tiếp nhận, kiểm tra rồi tới khai của môn, thì chúng ta bước qua một cái tâm gọi là tâm xử lý cảnh. Và tâm xử lý cảnh này là mình nói rằng nó không phải là quả là đúng rồi, nhưng mà mặc dù không là quả nhưng mà nó lại phản ứng theo cái xấu và cái tốt. Và lúc bây giờ nếu không có tốt, không có gì đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trong một cái tình trạng là phản ứng bằng bản năng, và nó tạo nên những cái hệ quả mà chúng ta thấy tại sao nó nghiệp rồi tạo nên quả, quả tạo nên phiền não, phiền não mới tạo ra nghiệp. Và cái này nó trở thành một cái sự cuộn tròn rắc rối, rồi rắc rối. Đó là chúng ta nói về tâm. Tiếp tục. Và thưa quý vị, còn một cái, nếu mà mình nói về tâm tiếp nhận đó, mà nó là thuộc về ý giới đó, thì bước qua tâm quan sát đó, thì trong quan sát có ba thứ tâm. Quan sát quả bất thiện thọ xả, quan sát quả thiện thọ xả, và quan sát quả thiện thọ hỷ. Khi cảnh rất tốt thì có thọ hỷ, nhưng mà cái tâm quan sát thọ hỷ thì chúng ta tạm thời để qua một bên. Chúng ta nói hai tâm kiểm tra, xin lỗi thì chúng tôi mặc dù có gì sai chữ mới mà chúng tôi vẫn xài cái chữ cũ thường để cả đời, hay xài cái tâm quan sát, vì chúng ta gọi là tâm kiểm tra thọ xả quả thiện và tâm kiểm tra thọ xả bất thiện. Thì hai cái tâm kiểm tra này, ngoài cái công việc làm là kiểm tra ở trong một những thứ tâm thức, thì hai cái tâm này nó còn là một cái tâm mà gọi là tục sinh tiềm thức và tử cho những chúng sanh trong cái khổ. Cái tâm này đó, nó ở cái mức độ mùi lượng nhất. Nếu nó là quả bất thiện đó, thì chúng sanh trong quả khổ. Và nếu là tâm kiểm tra quả thiện thì sanh làm người, một người thiếu phước mà chúng ta gọi là người lạc. Người này đó có những cái như là tâm hay là điếc hay là mù bẩm sinh, là từ trong bào thai đã thiếu vậy đó, giờ người sanh ra. Cái sanh mà sanh làm chúng sinh đó, đôi khi nó trở nên không đủ phước. Và cái tâm kiểm tra mà thọ xả quả thiện đó, có thể là cho một chúng sanh sanh vào cõi tứ thiên vương chẳng hạn, mà ở trong đó cũng không đủ phước để có được cái linh mẫn sáng suốt. Và thường là chúng ta thấy loại vật á, dạ, loại vật là bàn sanh hay gì đó, thì sanh là một cái tâm gọi là tâm kiểm tra quả thiện để quả bất thiện. Dạ, chúng sanh ở trong địa ngục vân vân cũng là cái tâm kiểm tra quả bất thiện. Thì về những cái vai trò của tâm tục sinh tiềm thức và tử, chúng ta sẽ phải nói sau, tại bây giờ nói thì rất là xa. Nhưng mà hôm nay mặc dù chỉ có hai cái tâm đơn giản thôi, là tâm tiếp nhận và tâm kiểm tra, nhưng mà trên phương diện cái vai trò, cái vị trí thì chúng ta nhắc là hai cái tâm này nó có những cái vai trò rất là đặc biệt mà không thể học thoáng qua được. Hồi nãy chúng ta nói là hai tâm tiếp nhận nó là thuộc về ý giới, thuộc về ý giới cùng với tâm khai ngũ môn. Và hai cái tâm kiểm tra
quả thiện thọ xả và quả bất thiện thọ xả, thì nó còn làm công việc là tục sinh, tiềm thức là tử cho những chúng sinh ở trong cõi khổ và là người lạc. Mà cái chuyện đó chúng ta cũng sẽ nói sau. Khi nào mà quý Phật tử học vào những thứ tâm gọi là vô nhân, ngoại trừ một tâm là ứng cúng sinh tiếu thôi, còn 17 tâm còn lại tâm vô nhân được. Mà những bài học trước chúng ta đã học, bài học này được cách rõ nhất mà mình học là học phần diễn định của tâm thức. Tuần tới này thì mình có cả một cái bài học, và trong bài học đó bên cạnh hai tâm cái ngũ môn khỉ môn thì chúng ta sẽ có dịp để đi vào ở trong cái gọi là lộ trình tâm hay là diễn định tâm. Học phần diễn định tâm đó, thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm rất là lý thú lợi lạc giữa cái tiềm thức Phật hoạt, giữa cái tâm thuộc về quả và cái tâm thuộc về nhân, và những tâm không nhân không quả. Và tại sao những cảm thọ như là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả, nó lại có một cái sự chi phối nhất định ở trong dòng tâm thức và trong cuộc sống của chúng ta? Và tại sao khi mà chúng ta học vào những cái hiện tượng tâm lý này thì chúng ta mới thấy được là đời sống nó là một cái sự hỗn hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa nhân và quả, giữa ý chí và cảnh, chứ nó không đơn thuần là một. Chúng ta vừa thấy được cái vô thường, vừa thấy được cái trống rỗng, vừa thấy được cái vô ngã của dòng tâm thức. Cái được vô thường là bởi vì khi mà chúng ta đi vào trong diễn trình tâm thức thì có một sự gần, có thể nói là hoàn toàn bắt buộc, là mỗi một sát na tâm nó sanh lên và nó diệt trong một cái thời khắc cố định. Và cái khoảnh khắc cố định đó, đó không ai có thể làm khác hơn được, là tự nhiên nó phải sanh diệt. Chứ tôi lấy một cái ví dụ là ngày chiều hôm qua đó, quý Phật tử có đưa chúng tôi đi ngang một cái phố ở tại Brandon này. Cái phố đó cũng kể là cổ xưa trong vùng này, mặc dù nó mới có 150 năm thôi, nhưng trong mấy mươi năm đó thì đã có bao nhiêu thế hệ đến đây tạo dựng rồi ra đi vì lý do này lý do khác, nhưng mà cái đến và cái đi của bao nhiêu thế hệ đó là một điều bắt buộc, là một điều chắc chắn. Con người sống thì không quá 100 năm, và trong 100 năm đó họ gắn bó với một cái thành phố này nhiều lắm là 50 năm, 30 năm rồi họ ra đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, tâm thức của chúng ta nó là một cái sự liên tục của nhiều sát na, và ở trong nhiều sát na đó đó nó đến có đi, rồi chúng ta gọi đó là sanh diệt, dục sanh diệt thì nói, và đó là một hình tượng người là vô thường theo trong Phật pháp. Chúng ta sử dụng là vô thường là bởi vì không có cái gì trong điều đó đứng yên một chỗ. Và ví dụ như là từ tiềm thức mà nó chuyển sang tâm khắc ngũ môn, khắc ngũ môn rồi chuyển sang ngũ sắc thức, tiềm thức rồi chuyển sang tâm tiếp nhận chuyển sang quan sát, tâm kiểm tra chuyển sang tâm động lực, tâm xử lý. Tất cả những cái này nó không thể nào đứng yên chỗ, nó bắt buộc phải chuyển dịch. Sự bắt buộc chuyển dịch thay đổi đó đó là cái hiểu của chúng ta về Phật pháp là sự vô thường. Ngày nay mình học về vật lý, chúng ta nói về nguyên tử, những DNA đó, không có một cái hiện tượng vật chất nào mà ở trong tận cùng sâu thẳm như một cái nguyên tử mà nó được yên một chỗ, nó luôn luôn di chuyển. Cái đó gọi là vô thường.
Còn trong cái vô thường này đó thì nó lại tạo nên một cái hiện tượng khác. Cái hiện tượng này chúng ta gọi là một cái sự hỗn hợp. Sự hỗn hợp này nó hoàn toàn không theo ý của mình. Chúng tôi lấy ví dụ là một ngày cuối tuần, quý Phật tử có cái chương trình đi đâu đó để nghỉ ngơi, mình có tiền đó, book vé bay sẵn đó, book khách sạn sẵn đó. Nhưng mà tất cả những thứ mà mình chuẩn bị không có nghĩa là mình sẽ chuẩn bị là một chuyến bay toàn hảo. Tại vì chuyến bay nó có thể trễ, nó có thể bị hủy bỏ đi rồi vậy chọn. Chúng ta không có thể kiểm soát nơi mà chúng ta đến đó. Mỗi người đều sẽ tốt như chúng ta dự tưởng. Chúng ta cũng không thể thu hoạch đó là ở chỗ chúng ta đến đó, trời nó sẽ mưa như vậy, sẽ nắng như vậy. Nó có nhiều cái, có nhiều cái thuận và cái không thuận. Và vì vậy, đời sống này đó, cái ý muốn của chúng ta là một lẽ, mà cái tự nhiên, tự nhiên ở bên ngoài nó lại là một lẽ khác. Chúng ta không bao giờ có thể bằng cái ý chí riêng của mình mà một tay mà mình có thể che cả bầu trời. Chúng ta không bao giờ bằng ý chí của mình mà mình nghĩ rằng trong giây phút hiện tại mình làm chủ được tất cả. Học diễn trình tổ thức là một điểm rất thú vị, là trong một cái diễn trò tình tâm, quý vị biết là một cái khải móng tay thôi đó, tâm sinh diệt triệu triệu cái, trong triệu triệu sát na đó có bao nhiêu tiến trình tâm. Và tiến trình tâm nào, dù là diễn trình ngũ môn hay diễn trình ý môn, thì nó luôn luôn là một sự trộn lẫn, và một sự trộn lẫn giữa nhân và quả. Và trong cái sự trộn lẫn đó, chúng ta bị chi phối bởi nhiều điều kiện lắm. Quý vị thấy khi mà mình ngồi một mình ở trên bãi cát để ngắm hoàng hôn thôi, không phải chỉ có mặt trời từ từ đi xuống biển, không phải chỉ có cả ánh dương mà nó có màu đỏ vào buổi chiều, mà ở trong đó còn có cái sự cảm nhận của tâm thức. Và sự cảm nhận đó nó dựa trên văn hóa, nó dựa trên trình độ. Thí dụ như chúng ta là một thi sĩ có hồn thơ, nhìn cảnh tượng hoàng hôn cảm nhận khác, mà mình là một người vô tư lự, không có tâm hồn nghệ thuật, thì mình nhìn hoàng hôn chưa khác. Thành thế giới này đó, nó không có một cái gì mà toàn hảo tất cả mọi người. Và chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta hiểu được rằng dù mình là ông trời, là thượng đế thì nữa cũng không vừa lòng tất cả mọi người. Đừng bao giờ nghĩ rằng thượng đế sẽ làm hài lòng tất cả mọi người. Không có ai hết. Không có gì là vừa lòng tất cả mọi người. Tại vì từ cái bản chất của mỗi chúng ta nó đã quá khác biệt rồi. Và còn điều này nữa, không phải chỉ chúng ta thấy được cái vô thường, thấy được cái khổ, mà chúng ta còn thấy cái gọi là vô ngã. Dạ, thấy được vô ngã. Tại vì sao? Tại vì có những thứ nó hoàn toàn tự động. Có những thứ mà chúng ta chủ động được. Thí dụ như là sự xử lý của cảnh, có khi chúng ta chủ động được bằng trí tuệ, bằng sự sáng suốt, bằng cái như lý thật ý, bằng cái khéo suy nghĩ, thì chúng ta có phản ứng khác được. Dạ, khung cảnh đó bực bội, nhưng người ta giận, nhưng mà mình không giận, tại vì mình được huấn luyện, được tu tập. Tuy nhiên là chỉ một phần của diễn trình tâm thức là chúng ta có thể vận dụng được cái sự tu tập thôi. Nhưng mà những thứ như là ngủ sống thực, cái bả thiện và bất bất thiện, tâm tiếp nhận, tâm kiểm tra quả thiện của thiện, chúng ta không chủ động được. Vì vậy chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ học thắng pháp với sư trưởng, sư trưởng thường nói đi nói lại nhiều là ai mà học thắng pháp mà học thấm nhuần rồi đó thì sẽ nhận rất rõ những cái nguyên lý, những cái định lý
về vô thường, khổ, vô ngã. Và chúng ta hiểu điều đó một cách rất là sâu sắc. Hiểu điều đó như trong cuộc sống của chúng ta vậy. Giống như chúng ta đang nói chuyện về đây thì chúng ta nhìn qua cửa sổ bên ngoài. Người ta đang xây dựng những cái khu nhà ở trong khu dân cư mới, những cái nhà trong khu dân cư mới. Và khi chúng ta nhìn hình ảnh họ làm thì máy móc rất là tối tân, và họ đang thu hoạch một cái subdivision, một khu dân cư rất là đẹp. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ thì từ những cái người thầu cho đến người chủ đầu tư cũng không biết là cất nhà xong thì những ngôi nhà này đi vào ai, và những người nào mua về ở thì họ sẽ ở bao lâu, họ làm gì với cả nhà, rồi họ trao tay vào ai. Cái gì mà nó được tạo nên hiện khởi và những trong cuộc đời nó có nhiều manh nhiều mối, và người ta cứ nghĩ rằng mình làm chủ được tất cả, thật ra không được. Mình có sống ở đây mới hiểu là một cái người mà có tiền thì chưa chắc họ đã tìm được một cái cuộc đất tốt, tìm được cuộc đất tốt chưa chắc tìm một nhà thầu tốt để xây cất, nhà thầu tốt chưa chắc tìm được cái người mà giúp để mà đưa ra thị trường nhà cửa tốt, mà đưa thị trường nhà cửa tốt cũng chưa chắc là tìm được một cái thời điểm tốt để bán nhà. Ở Mỹ thì thứ cái chuyện xảy ra là có những giai đoạn nhà bán rất là được giá như là trong hiện tại đây, và có những khi nhà buôn bán rất là ế ẩm mà phải mất đi rất nhiều tiền để người mua họ mua nhà. Nói chung là tất cả những hiện tượng đó cho chúng ta thấy một cái bức tranh về cái tính gọi là kết hợp nhiều nhân nhiều duyên. Một đặc điểm khi mà chúng ta học Tăng Pháp là đi sâu vào trong những trình tâm thức. Ngày thứ sáu tuần tới trong quý Phật tử sẽ thấy được một cái những trình tâm thức mà chúng tôi dẫn trong cái bài học sắp tới đó. Chúng ta thấy rõ ràng khi mà nhìn vào trong biểu đồ thì có phần thuộc về nhân, có phần thuộc về quả, phần thuộc về ngoại giới, phần thuộc về nội giới, phần thuộc về máy móc không ảnh hưởng trong và ngoài, không ảnh hưởng về nhân và quả. Đây là điểm rất là thú vị vì rất lợi lạc. Và càng học càng biết nhiều thì chúng ta mới hiểu rằng vạn pháp nó có cái tự tánh của nó, và cái tự tánh nhất không nhất thiết là ai cũng là chủ hết. Chúng tôi lấy ví dụ như bây giờ ở trước mắt chúng tôi là cái máy ủi đất như vậy, rồi cái người điều khiển máy ủi đất, người chủ của cái đầu tư này, tất cả mọi người đều có cái bản chất riêng. Dĩ nhiên là cái này ảnh hưởng cái kia, cảnh hưởng cái nọ, cái người làm chủ hoàn toàn thì không. Ví dụ mình đang chạy chiếc xe nó bị hư, đôi khi cái hư nó vượt ngoài cái tầm kiểm soát của mình, mặc dù mình nói mình là chủ xe. Thì một người học Phật hiểu Phật pháp, người học Phật hiểu cuộc sống, đem những gì trong Phật pháp để nhìn ra ở bên ngoài, thì cái nhìn của chúng ta nó bớt đòi hỏi. Bớt gọi đòi hỏi là nó phải thế này hay phải thế kia, mà thay vào đó chúng ta nói nó là như vậy đó. Và nó ra sao mà chấp nhận như vậy, thì cái đó là một ý nghĩa rất là quan trọng để chúng ta tìm hiểu. Tôi muốn nói thêm một vài điều trước khi bước vào phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay, là những vị nào mà có nghiên cứu về di tích, có nghiên cứu về câu xá của Phật giáo Đại Thừa đó, thì quý vị sẽ thấy là nguyên cả phần biến trình tâm thức là hoàn toàn không đề cập đến. Và trong phần biến trình tâm thức không đề cập đến, chỉ ngoài đề cập sáu thức là nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân thức, ý thức, rồi mạt na thức, rồi a lại gia thức. Thì trường hợp của mạt na thức và a lại gia thức nó lại là một trong những điều vẫn có liên hệ dây mơ rễ má đến cái gì diễn trên tâm thức. Và trong cái mạt na thức thì nó lại liên hệ nhiều đến cái vai trò của hai cái tâm mà chúng ta học ngày hôm nay,
Và trong cái vai trò của A Lại Gia Thức thì nó liên hệ nhiều đến cái chúng ta gọi là A Quan Gia, chúng ta gọi là tiềm thức. Thì chúng tôi không muốn làm rối trí quý Phật tử khi mà đào quá sâu, bởi vì chúng ta đã học Thắng Pháp thì đã rối rồi, học thêm di thức câu sách luận nữa thì nó còn nhiều nữa. Nhưng mà di thức luận hay câu sách luận nữa, thì nếu quý vị có hỏi là gì liên quan đến những thức này thì chúng tôi có thể tạm nói một thời gian, một cái cách ngắn gọn như vậy. Dù sao đi nữa thì chúng ta là người học Phật Pháp đó, thì mình hiểu rằng tâm là một cái mảng quan trọng, rất quan trọng, có thể nó quan trọng nhất trong Phật học. Và Phật học cái đẹp đến tâm. Và khi đề cái đúng tâm á, thì chúng ta nên hiểu là trong cái tâm của chúng sinh, nói về tâm là chúng ta nói về cảm thọ, khổ lạc ưu hỷ xả. Nói về tâm chúng ta nói về nhân và quả. Nói về tâm chúng ta nói về cái thụ động và cái chủ động. Nói về tâm thì chúng ta có thể nói ở trong đó là từ cái sự chuyển hóa cho đến cái gì máy móc. Và không thể nào mà tu tập mà không hiểu về tâm. Bởi vì một người mà tu thiền, đặc biệt là tu thiền tứ niệm xứ, nên biết một số cái định lý, một nguyên lý căn bản về tâm thức. Biết như vậy rất là lợi lạc, lợi lạc về nhiều phương diện, chứ không phải đơn thuần là mình nói là mình học tâm tâm tha, mình biết về tâm tham, tâm sân biết tâm sân, không phải vậy. Mà đặc biệt là nếu chúng ta học mà học rất rõ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngay trong Pháp học đã tỏ rõ ba cái hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy là rất rất là rõ về điểm này. Và hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ trân trọng những gì mà chúng ta học ở Phật Pháp, và đặc biệt là chúng ta học ở Thắng Pháp. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở đây về hai thứ tâm, gọi là cái tâm tiếp nhận và tâm kiểm tra. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ bước qua phần kế tiếp. Quý vị quan hệ trợ chúng tôi một chút thử xem ở trong lớp học chúng ta hôm nay có nhận thấy có Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thưa Tuệ Quyền ơi, Thượng Tọa có nghe không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền đang ở trước mắt và nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa quan hệ không câu thơ đầu tiên. Dạ, Thưa Tuệ Quyền, khi mà chúng ta học về Thắng Pháp đó, thì chúng ta thấy rằng quả của nghiệp hay là nghiệp quá khứ cái chi phối, chi phối trong từng chập tư tưởng, chi phối trong từng khoảnh khắc. Và có nhiều người đó, họ lại có cái ý nghĩ rằng mình ráng chịu khổ sao mình trả hết nợ, trả hết nghiệp. Thì đối với cái nhìn Phật học, chúng ta có bao giờ mà có cái khả năng để mà trả hết nghiệp quá khứ hay không? Và khi mà chúng ta hiểu rằng có hoặc không thì đã ảnh hưởng như thế nào đến cái quyết tâm tu tập giải thoát của chúng ta? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sanh Khai, Giá Giới Thừa, để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu Thượng Nhất Đẳng. Tôi hoàn thành đến Đức Tự Tri, đến Đức Tự Đức cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý Tăng nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, thì quả thật thì nếu mà nơi để chúng ta trả hết nghiệp á, hiểu trên tinh thần Phật học á, thì cái điều đó hình như là chúng ta hơi tự mình nói như vậy thôi, chứ chúng ta không có thể trả hết nghiệp được. Ngay cả chúng ta thấy Đức Phật Ngài còn trả lại những cái quả dư sót của tiền thân mà. Chúng ta thấy thì ngay cả Ngài bị bệnh kiết lỵ, hay Ngài bị cái mảnh đá nó văng nơi Ngài, hay hoặc Ngài bị cái sự cản trở của chính cha, bị cái sự du quan của chính cha hay là đề bà đất đai gì làm, tất cả những điều đó thì phải nói rằng đều là một cái nhân quả của tiền thân. Còn việc mà chúng ta nói chúng ta trả cái nghiệp, đối diện với cái nghiệp để chúng ta vượt qua được, thì đó là cái sự thật. Trong cuộc đời này chúng ta nếu mà phàm phu thì chúng ta chẳng những chúng ta
chúng ta đang trả một cái nghiệp đó và chúng ta tạo cái nghiệp mới. Chúng ta nếu mà chúng ta không tu thì chúng ta đã đang trả cái nghiệp quá khứ và chúng ta tạo một cái nhân nghiệp mới. Còn nếu cái người tu thì người ta trả bớt cái quả nghiệp của quá khứ và người ta tu tập thì người ta không có tạo cái nhân mới. Thì nói rằng cái nhân mới và cái quả đó thì kính thưa quý vị, nó trả, nó không thời hạn, nó trả. Và chúng ta biết chúng ta không thể nào mà đoán định được cái thời gian được. Đây là sự thật. Bởi vì nếu như chúng ta biết được ấy, thì chúng ta phải có một cái, phải có một cái thần thông, hay chúng ta phải có một cái thần thông mới biết trước được. Hay chúng ta chỉ có thể đoán được ấy, tức là mình có sự lo âu, mình bấn loạn ở trong lòng, hay là mình cảm thấy rằng tự nhiên tâm mình nó có một cái bất thường, thì có những chuyện bất thường xảy ra đối với mình. Đúng như vậy. Nếu nó có một cái hiện tướng nó khởi sanh chẳng hạn, hay là cái sắc tướng của mình đó, nó yếu, thì ở đây không thể nói rằng chúng ta sẽ trả hết được cái quả, ngoại trừ khi chúng ta chấm dứt niết bàn. Chúng ta tu tập để chúng ta thành tựu cái đạo quả, thì lúc đó cái dòng tâm, cái tâm coi như là cái tâm nhập diệt á, thì nó cắt trừ hết, nó không còn cái quả sanh, không còn quả sanh nữa, chứ đừng nói chi cái quả nó trả, không có, không có nhân sanh cũng không có quả sanh, không có nhân diệt cũng không có nhân khởi mà cũng có quả quả nó sanh. Thì đó chính là nếu như chúng ta hiểu biết được, nếu như chúng ta hiểu biết được á, thì chúng ta mới thấy đó là một vấn đề, đó là một vấn đề, đó là một vấn đề rất là quan trọng, rất là hiểu biết, nếu chúng ta hiểu về cái nghiệp. Còn nếu như mà chúng ta không có hiểu về cái nghiệp á, thì quả thật thì nó rất là nguy hiểm và nó rất là sai lệch. Bởi vì cái nghiệp của chúng sinh á không thể trả hết, chúng ta phải nhớ như vậy, ngoại trừ khi nhập diệt thôi, là nó không còn sanh tử luân hồi nữa, chứ còn hiện hữu là còn tiếp diễn. Ngay cả chúng ta nhớ một điều á, chính Đức Phật á, thì cũng không có tạo cái nhân mới, nhưng người trả cái quả nghiệp ác ở trong quá khứ nó dư sót của cái chúng ta gọi là hữu dư y niết bàn này, nó vẫn còn những cái đau nhức, những cái bệnh hoạn, mà đó chính là kiếp trầm luân sanh tử của tất cả chúng sinh phải chịu như vậy, không ai có thể thoát được, không ai có thể vượt qua được. Nhưng đối với các bậc thánh á, thì các ngài trả cái quả đó nó không có do cái tâm đau đớn, cái thân xác nó bị một chút xíu, còn kiếp phàm phu con người chúng ta trả quả đó, vừa thân vừa tâm chúng ta đau khổ. Ở đây hỏi rằng dựa trên thần thánh pháp, cái dòng tâm nó chi phối á, thì chúng ta không bao giờ trả hết được, ngoại trừ khi chúng ta chấm dứt cái sinh tử khổ đau, tức là chứng đắc niết bàn và chúng ta diệt độ niết bàn. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy thì tất cả quả nghiệp nó không còn trụ sanh nữa, bởi vì lúc đó không còn hiện hữu, không còn tái sanh, thì ngũ uẩn không còn, thì có đâu và cho cái quả nó trả nữa. Vì ngũ uẩn nó đã được diệt trừ, được chấm dứt, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống khác ở trong cái cuộc lâm trôi sanh tử. Thì đó là quả thật như vậy, đúng quý vị. Chứ còn hiện hữu trên cuộc đời này, còn làm được trên cuộc đời này, thì chúng ta còn phải vui buồn, phải như thế này thế nào, dầu cho ở cái cõi thiên cũng vậy, ở cõi phạm thiên cũng vậy, cõi phạm thiên cao cả nhất như cõi trời vô tưởng, cái cõi trời phi tưởng vô tưởng xứ, cuối cùng cũng phải đi về, cũng phải trả một cái quả nghiệp thôi. Và chúng ta là từng người đã ra vào trong tam giới này nó rất nhiều lần, thì chúng ta phải đau khổ như vậy, phải trả cái quả nghiệp của mình theo cái sự dư số của mình ở trong phải trả cái nghiệp của mình đã tạo. Bởi vì nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen, trên cái tinh thần của cái hành động của chúng ta, tam nghiệp của chúng ta tạo. Bởi vì cho nên khi hiểu biết về cái nghiệp á, người tu cần phải tránh xa những cái hành động ác, cái lời nói ác và sự suy nghĩ ác, thì như thế thì chúng ta sẽ được nhiều cái sự an lành, còn không thì rất là nguy hiểm. Bởi vì thường thường chúng ta nghĩ là thôi bây giờ tôi trả hết nghiệp thì thôi, sẽ có những chuyện vui buồn, những cái chuyện giận hờn, hay những chuyện
xui xẻo gì đó, cái chuyện mà tai nạn gì đó, thì nó đi qua một cái chỗ đó chứ nó chưa có chấm dứt đó. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta hiểu biết được thì chúng ta sẽ thấy đây là một điều mà Phật pháp nó rất là đặc biệt, Phật pháp nó rất là hay. Và hay ở chỗ là cái gì? Là chính Đức Phật này đã phân biệt một cách rõ ràng. Và khi đó nghiệp nó trả ra thì chúng ta không có đón chừng được. Dạ, thì Kính Bạch Hòa Thượng, thì đây chính là cái câu trả lời của chính con là vậy. Nếu có gì cần một chút thì cứ kính thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú kính thưa Thưa Tòa Thượng Quyền, có một điều này muốn hỏi riêng Thưa Tòa Thượng Quyền là trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày đó, trên phương diện xã hội hay trên phương diện suy tư đó, thì mình thấy rằng có nhân ngã vị thử, có người có ta, có đàn ông đàn bà, có công chúa có vua, có cao có thấp, có này có kia. Nhưng mà khi chúng ta đi vào trong thắng pháp hay là đi vào trong cái môn của khoa học và những môn khoa học, thì chúng ta thấy rằng cái gọi là con người, cái gọi là chúng sanh đó, nó chỉ là một sự tập hợp của những hiện tượng, nhiều hiện tượng vật lý, hiện tượng tâm lý. Và càng đi vào cái hiện tượng này đó, thì chúng ta càng thấy rõ đó là nó đủ thứ manh mối, đủ thứ cái chi phối của nhân quả, của hệ lụy này vân người kia vân vân. Thì có nhiều người cảm giác rằng thôi mình đừng học đến nữa, mình học cái đó mình thấy mình ngán quá. Giống như là hồi nhỏ mà mình học về sinh học chẳng hạn, học về sinh học mình thấy là con người cái đầu mình, tay chân, rồi cái lục phủ ngũ tạng này, nó học ngắn quá. Thì khi mà chúng ta học vào thắng pháp của mình, chúng ta học vào sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, mình học lâu ngày mình thấy rằng sao con người mình nó không phải là con người nữa, nó làm cho mình nó kỳ kỳ, nó không giống con người nữa. Thì tôi tự nguyện có nghĩ rằng điều đó có thể làm trở ngại trong số người học Phật không? Và chúng ta có thể nào mà học Phật pháp mà không có cần phải nhắc đến năm quận, không nhắc tới 12 xứ, 18 giới, mà chúng ta thấy rằng thôi mình cứ nói những cái chuyện mà có tất cả là nhân quả, cho nó vui, cho nó hạnh phúc, rồi nói đời này, đời sau, cõi này, cõi kia thích hơn mà chúng ta nói về năm quận, 12 xứ, 18 giới không? Xin thỉnh Thượng Tự Quyền chia sẻ một vài cảm giác cá nhân của Thượng Tọa về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Quý vị nghe được. Dạ, cảm ơn sư cô Như Pháp. Còn kính lễ đến chư tăng, chúng tôi kính chào đến quý tuần này cùng đại chúng. Kính bạch hòa thượng, quả thật như vậy. Nếu chúng ta đó hiểu về cái tinh thần khoa học đó, thì chúng ta thấy mỗi cái hiện tượng nó là một chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta hiểu về cái con người của mình, sự thật ra thì nếu mình đấu trên tinh thần vật lý thì nó không có cái gì. Ai cũng như ai, nhưng đều có mạnh cái yếu. Nhưng đấu trên tinh thần của Phật pháp thì nó khác. Cái mà chúng ta được tập hợp ở khoa học không có bị cái đó. Khoa học, dầu gì khoa học nó cũng còn có giá trị đó, nó cũng thuộc về một cái gì đó mà nó nhìn bằng một cái sự phát huy của nhân quả hay của nguyên tố mà nó của tứ đại này nó hợp thành. Còn trên vấn đề tâm lý, đây là vấn đề tâm lý, mà tâm lý của khoa học nó cũng có những cái nó giống, có những cái nó khác đến Phật pháp, là nó khác hơn, nó xa hơn. Như chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy một chúng sinh xuất hiện trên cuộc đời thì đó là một sự phối hợp của cái gì, của tứ đại, của ngũ quẩn, tức là của sắc quẩn, của thọ quẩn, của tưởng quẩn, của hành quẩn và của thức quẩn, hay là của danh và sắc này phối hợp nó trở thành chúng sanh. Và khi đó đó, khi nó có phối hợp của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức ấy, thì nó phải có cái gì ở đó, tức là quẩn, là xứ, rồi giới. Và như chúng ta thức, nó có nơi chốn, nó có chỗ, nó có nơi. Và như thế thì sẽ thật ra khi chúng ta hiểu cái trầm luân sanh tử, con chó, con mèo nó được đặt tên mà chúng ta biết kêu nó là nó biết, cũng như chúng ta biết được đặt tên, kêu tên mình biết, thì cái đó chỉ là một cái sự giả tạo, giả hợp.
Nhưng nếu như mà cái tên đó đó mà kêu bằng một sự triều mến, bằng một sự thân thương thì chúng ta vừa lòng, mà kêu bằng cách khiển trách hay là một cách chửi bới thì chúng ta bực bội. Thì cái mà bực bội đó, khi mình học được Phật pháp thì mình thấy rằng sự thật ra đó, giữa con người nam nữ nó chỉ khác biệt ở giữa cái sắc nam sắc nữ. Thì con người với con người thì chúng ta so sánh, chúng ta nghĩ nó giống, chứ sự thật ra bây giờ con người và con chó giống nhau khác nhau. Nếu trên tinh thần của chúng sinh nó có cái gì ngũ uẩn giống nhau, giờ mình và con chó giống không? Giống. Trước nhất là giống, giống cái gì? Giống ngũ uẩn. Nhưng khác thì khác cái gì? Khác ở trên cái gì? Cái cõi giới của nó, cái xứ, cái nơi của nó. Cái cõi giới của nó là cái cõi khổ, cái xứ của nó là xứ khổ, còn của cõi con người mình là cõi vui. Và con người mình còn có thiện tâm, con chó nó toàn là quả bất thiện không, tâm bất thiện không, chứ không có cơm có tâm thiện được. Dạ. Thì chúng ta hiểu Phật pháp được, chúng ta sẽ hiểu được cái điều này. Và khi học Phật pháp đó, chúng ta được một cái điều này. Sự thật ra cũng như là khi chúng ta học Phật pháp rồi, chúng ta mới học được uẩn xứ giới đế. Giới đế, bây giờ đế, tất cả cõi đời là khổ, mà nhân sinh nó là đau khổ là cái gì? Do tham ái. Thì tại sao mình phải thương, phải xa, ghét, phải gần? Bây giờ người, những gì thân thương triều mến nó trôi xa, những cái gì mà chúng ta được tiền của tài sản nó dễ mất, mà rồi cái điều mà cái vui cái buồn của tất cả chúng ta nó đều là do cái gì? Do cái tâm tư con người mình tạo tác. Cái sự hiện hữu của tất cả chúng sanh nó là một tập hợp, nó tất cả chúng sinh luôn, con người và con thú, nõn thai thấp và quá sanh sẽ là đồng nhất. Có những cõi giới nhất quẩn, có những cõi giới tứ quẩn, còn lại là ngũ quẩn hết. Mà cái nơi chốn đó, xứ đây tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, thiệt xứ, thân xứ, vân vân, hay hoặc là cái xứ là cái chỗ nơi mà chúng ta hiện hữu ra, tức là cõi giới của chúng ta hiện hữu. Như chúng tôi vừa nói, đây là cõi của dục giới, mà cõi người là cõi vui. Cũng như là người, chúng ta là một kiếp người, là con người, cũng là tốt. Còn con chó là cảnh khổ, cõi khổ, tọa xứ. Con thú, đó là chúng ta nói chung con thú thì nó phải đau khổ. Thì kính thưa quý vị, khi hiểu được Phật pháp thì chúng ta hiểu được cái điều này. Sự thật là bởi vì cho nên mình phải thương xót chúng sinh, cũng như chính là những quyến thuộc của mình, cũng như chính là những người thân của mình. Và mình với nó cũng là nợ nần với nhau, với nhau. Cho nên chúng ta thấy có một số người, người ta rất là thương cái con chó như là người thân của người ta vậy đó. Rồi ở đây chúng ta thấy, rồi chúng ta biết, rồi cái buồn, cái vui, cái giận hờn, rồi cái tự cảm, cái mà chúng ta biết khi mà bị cái gì, bị người ta xúc phạm, khi mà bị người ta khen thì mình cười, người ta xúc phạm người ta nói mình khó nghe, thì tất cả những cái điều đó là do cái gì? Do cái tâm chấp ngã chấp thủ của mình. Khi chúng ta học được bí diệu pháp, chúng ta tập hợp một cái thân ngũ uẩn này, nó Phật sự nó phức tạp vô cùng vô cùng. Trên cái tấm thân chỉ dài một, coi như là một trượng đó, theo kinh văn ví dụ một trượng đó, mà ở đó nó tập hợp của năm quẩn này, và nó hành trạng của nó rất là khác, rất là đặc, rất là dị, rất là biệt. Chứ không phải là như chúng ta nghĩ rằng bây giờ thì thôi, mình cũng như người ta cũng như mình. Không phải. Sắc quẩn của chúng tôi và sự giác đẳng cũng là ngũ quẩn, cũng là nam tính, nó đồng nhất, nhưng khởi tâm khác nhau. Tâm khởi và tâm, những cái tâm bình nhật của chúng tôi và Hòa Thượng Nhất Đẳng, quý vị thấy nó sẽ khác. Bởi vì sao? Cái nghiệp, cái tâm nó khác nhau, dị biệt khác nhau. Và nói một cách trọng hơn nữa, tất cả dẫu cho là người thân luôn, bây giờ Hòa Thượng Nhất Đẳng và Hòa Thượng và Sư Phụ Giác Giới, hai vị là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, nhưng hỏi vậy chứ cái tư tưởng suy nghĩ giống nhau không? Có những cái điểm nó giống về tri kiến, nhưng cái tư duy, cái sự sinh sống, cái lời nói và cái tướng nói chung là
cũng có những cái giống ở một cách căn bản, nhưng đa phần là khác. Tại sao khác? Bởi vì nghiệp di biệt. Khi đó chúng ta mới hiểu được tại sao mỗi con người khác khác nhau hết. Bởi vì có gì? Có nghiệp, nghiệp dị biệt, sắc nghiệp. Nghiệp dị biệt thì sắc nghiệp dị biệt. Tâm dị biệt thì sắc tâm dị biệt. Mà tâm dị biệt, sắc tâm dị biệt thì chắc chắn rằng sắc pháp phải khác nhau. À, khi chúng ta học Phật Pháp được, chúng ta hiểu được cái điều này chứ. Vậy chúng ta hiểu được rồi, kiếp con người mình, đó chính là cái tuổi thọ con người mình. Rồi đến lúc nó có gì, có sanh, có lão, có bệnh, có tử, hoặc là có, chúng ta gọi là có sinh tiến dị diệt của sắc pháp. Nó phải là như thế. Bởi cho nên khi trôi xa những cái gì mà mình thân thương triều mến, chúng ta mới thấy được Phật dạy tâm nó vô thường, cảm thọ nó vô thường, sắc pháp nó vô thường, dị biệt. Cho nên tại sao hôm nay người ta thương mình, bây giờ người ta không thương nữa? Đó là hệ duyên. Tại sao người ta tốt với mình, giờ người ta không tốt với mình nữa, không còn thượng duyên nữa? Tại sao ngày xưa nhìn nhau không muốn rời nhau, bây giờ nhìn nhau là ác quỷ, hay hoặc là coi như là khủng khiếp? Thì đó là hết cái duyên rồi. Chúng ta mới hiểu được. Nếu như quả thật Phật Pháp không được Phật Pháp thì người ta luôn luôn trách than trời trách đất. Nhưng điều sự thật ra hiểu được Phật Pháp thì chúng ta mới thấy thôi bây giờ cái quẩn xứ giới đấy và cái tâm của con người nó dị biệt và nó vô thường, cho nên nó có sự thay đổi cũng không là chuyện lạ. Rồi bây giờ người ta cái chuyện mà thân thương trường mến của mình khi bị nghiệp nó chán qua rồi, không còn ở với nhau nữa, không còn thượng duyên thượng mai nữa, nó là như thế. Cho nên sự thật ra khi học hiểu được Phật Pháp á, trong cái vui, cái điều nói thật, không có vui được trọn vẹn. Bởi vì chúng ta chuẩn bị cho một cái gì, cuộc hội họp nào rồi cũng nảy mầm chia ly, cuộc tiệc nào rồi cũng tan, cuộc vui nào rồi cũng tàn, rồi cũng kết thúc. Nhưng điều cái người ta không muốn nói cái chuyện kết thúc, cũng như đang sống đây đừng nói chuyện chết. Ví dụ một lát nữa có thể chúng tôi chết thôi, tại sao nói xui vậy? Cái chuyện nó chưa tới đừng có nói, nó nghe buồn lắm. Thì ở đây chính là con người mình không bao giờ biết tôn trọng sự thật. Mà chính vì không biết tôn trọng sự thật, chúng ta đi ngược lại cái gì, cái quy luật của giá trị chân đế rồi. Không nhìn rõ cái hợp cái tan, cái sự thật của cuộc đời là nó vậy. Cái quẩn xứ giới đế này, hãy nó có sanh lên thì nó phải có diệt thôi. Cái dòng tâm thức của danh sắc thì nó còn đi nhanh, nó còn nhanh hơn cái sắc pháp. Chứ sự thật ra rồi sắc pháp rồi cũng ngày cũng tiêu tan. Thì hiểu trên một quy trình đó, nó có sinh, nó có tiếng, có gì, có việc, rồi nó có cái gì, có cái sự vô thường, có sự khổ não, có sự vô ngã, hay là có cái sanh ra phải có cái bệnh, có cái lão bệnh tử, là kiếp nhân sinh là không thể tránh khỏi được. Thì cái mà chúng ta hiểu được Phật Pháp, hiểu được như vậy, và cũng như từ cho Phật Pháp này mà chúng ta không có đau khổ quá đáng, và chúng ta cũng không có có coi như là tuyệt vọng, chúng ta rơi vào tuyệt vọng, rơi vào đau khổ, rơi vào một cái niềm tin, đặt hết niềm tin, đặt hết cái hy vọng cũng không được nữa. Đừng có như thế. Bây giờ đó, chồng của chúng ta chết, vợ của chúng ta chết, cha mẹ chúng ta chết, con của chúng ta chết, người thân anh em của chúng ta chết, chúng ta cũng phải sống, chúng ta cũng phải hiện hữu trên cuộc đời này và đối diện trên cuộc đời này. Nhưng chúng ta hiện hữu làm sao? Bây giờ khi cái vật đã trôi xa tầm tay với người thân, đã ly biệt người thân, hình hài thể xác nó không thể nào quay lại được nữa, thì chỉ còn trong tâm tưởng. Mà tưởng để làm gì? Thì thôi, đúng là quán trọ cuộc đời này gặp nhau như thế, cái duyên gặp nhau đó học. Bởi vì chính vì học được cái tinh thần của giáo nghĩa, giáo lý đó, thì chúng ta mới được cái nghiệp quả, cái nhân duyên, cái sự hội tụ. Bởi để từ đó chúng ta biết quý trọng khi chúng ta còn đang thân thương triều mến, khi sức khỏe chúng ta còn, khi cái thuận duyên của chúng ta đang có, khi cái điều kiện chúng ta được đầy đủ mà chúng ta không biết phát huy, có cần thiết phải là
có cần thiết với nhau, phải là anh em với nhau mà có một cái sự ấu đả, có một cái tinh thần da sáu thịt không, rồi có cần thiết của những người bạn đạo sư huynh đệ với nhau để nhìn nhau bằng một cái sự không triều mến không, hay là các bạn hữu, các Phật tử đạo hữu với nhau có cần thiết phải xưng cái tôi cái ta quá không, cần thiết phải trách móc nhau nhiều không, rồi chúng ta gặp nhau được bao lâu trên cuộc đời này nữa. Chính vì những cái giá trị đó, khi chúng ta sống thì chúng ta cảm thấy nó rất là khỏe. Chứ còn đó là còn về một cái người mà ái với cuộc đời thì họ rất là sợ. Đang sống vui như vậy, tự nhiên nói ra cái chuyện ngày mai bệnh, ngày mai buồn, rồi ngày mai chết, xem thế nó quái quá. Nhưng kính thưa quý vị, tuy là vậy nhưng tâm nó vô thường mà, nghĩ được bao lần. Rồi cái gì cũng chạy theo cái sắc đẹp tiếng ngay, mùi thơm vị ngon xúc lạc như thế thôi. Nhưng nếu như chúng ta cũng như sẵn uống có một cái thuốc cái virus nó ngừa cho cái bệnh mà tuyệt vọng đưa đến mà tâm thần, hay đưa đến quyên sinh, đi đến mà tự sát. Nếu chúng ta biết tuyệt vọng quá đáng thì là đưa đến tự sát, hay người ta uống thuốc, hay người ta nhảy lầu, hay người ta tự sát với nhiều cách, thì đây chính là cái điều người ta không còn lối thoát. Chúng ta đang nói một xu chiều của những người đang cái gì, đang có một cái hướng cầu của cái tham ái, mong được cái, thì người ta nghĩ rằng nếu cuộc sống bây giờ mình cứ nghĩ như vậy thì trở nên vô nghĩa. Đúng như vậy, chúng ta cảm thấy cuộc sống nó trở nên vô nghĩa, nhưng quả thật không phải trở nên vô nghĩa, mà cảm thấy nó cũng như đừng có quá vui, đừng có quá tự mãn. Cuộc đời này được thua mất còn, đó là một chuyện hết sức là tích tắc. Người ta giàu trong giây lát và người ta cũng nghèo trong giây lát. Người ta được tự do được nhiều nhưng chỉ có một tích tắc là vô tù. Một tai nạn hay một cái sự nóng giận hay một cái việc làm sai mà phải trả quả cho cái tù tội vân vân. Thì cái chuyện đó nó là một cái điều mà kiếp con người, nếu như chúng ta không hiểu biết được như vậy thì chúng ta luôn luôn bị ăn năn. Luôn luôn bị ăn năn. Tại sao tôi làm như thế, tại sao tôi như thế này như thế nọ, thì mình biết được rằng thôi mình cũng buông bỏ bớt, đừng có quá quan trái, đừng quá giận hờn, đừng có quá chấp thủ, đừng có quá nâng niu triều mến, rồi cũng sẽ buông, rồi cũng sẽ ra đi. Đừng có hy vọng quá nhiều để rồi sẽ tuyệt vọng một cách thật là nhiều. Đừng nó khiến cho chúng ta có một giá trị tích cực hơn, đó chính là chúng ta biết quý, biết yêu cuộc sống này và cái điều kiện tốt này. Mỗi hành động, mỗi việc làm, mỗi cái sự suy nghĩ, nó đều là một cái hệ quả, nó đều là một hệ lụy và cả hệ quả để tất cả chúng ta kính thưa quý vị động lại ở hiện kiếp này và mang đi theo, là hành trang hay là những cái quả ác. Nếu như những cái việc phước, việc lành, đó là hành trang chúng ta mang theo, còn chúng ta cũng sẽ mang theo được, đó chính là những cái quả ác nghiệp của thân, của khẩu, của ý này. Thì đây chính là cái điều mà có thể nói rằng ở trong cái sự tu tập ấy, đòi hỏi người đệ tử cần phải có một sự suy xét quan sát. Sự hiện hữu của chúng sinh nó dị biệt, vì chúng ta không thể nào sinh ở nơi này mà chết ở nơi kia. Chúng ta không thể biết được khi nào chúng ta chết và chúng ta chết ở đâu. Trong kinh đã dạy như vậy, chúng ta không thể biết được. Cũng như chúng tôi bây giờ, chúng tôi đang ở Việt Nam, nhưng rồi chúng tôi sẽ chết ở nơi nào chúng tôi chưa biết. Nếu chúng tôi chết ở Mỹ, hay chết ở Tây, ở Tàu, hay ở nơi nào đó, hay ở biển,
ở núi rừng gì đó, chúng tôi chưa biết được. Tới lúc đó cái nghiệp nó tới, nghiệp tử mới tới lúc đó rồi thì chết. Nếu nói về cái tự nhiên, tự sư nghe ớn có gì nói chuyện nghe, nghe nó sao không biết được. Chỉ tại sao mà ai cũng muốn chết ở nhà, ai cũng muốn chết cho nó yên ổn, nhưng tại sao chết không được yên ổn do cái nghiệp của chúng ta đâu có được, chúng ta đâu có nắm bắt được. Chết không thấy xác nữa, người ta cứ nghĩ rằng thấy xác đem về, rồi cái hồn mới hiện về, không có hồn xác gì, chết mất xác luôn. Nhiều khi bị những cái hình, bị những cái hình phạt này hay quật trong vô tình, chúng ta thấy bom nó nổ, hoặc là chúng ta bị những cái hiện tượng tai nạn mà nó bất ngờ, còn xương còn xác đâu, banh tất cả trơn rồi, chỉ đi theo cái quả nghiệp của mình. Nói như vậy để cho chúng ta thấy cuộc đời nó như vậy đó. Và cái chuyện đó đã xảy ra quá nhiều, đã xảy qua rất nhiều. Thì hỏi vậy chứ cái hiện hữu của chúng sanh, đúng vậy đó, nó chỉ là tập hợp như vậy. Nhờ hiểu biết như vậy mà chúng ta biết ly tham, nhờ hiểu biết như vậy mà chúng ta biết, chúng ta cố tu, chúng ta cố tránh né, và chúng ta biết sống làm sao mà cho nó tốt nhất, nó ổn định nhất, và nó đạt được cái kết quả an lạc nhất. Đó chính là một cái điều mà có thể nói rằng nếu như tất cả chúng ta hiểu được, biết được, thì đây là một điều hết sức đặc biệt. Và cũng kính bạch Hòa Thượng, đó chính là cái sự suy nghĩ của con qua cái câu thảo luận này là vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thủ kính đừng thượng tọa tự quyền. Tự nhiên thượng tọa tự quyền trả lời câu vừa rồi làm chúng tôi nhớ đến Đại Đức Pháp Tính. Ngày xưa khi mà Đại Đức Pháp Tính còn sống đó, thì thưa quý vị, những lúc mà ở trong lớp học mà thiếu các vị giảng sư thì Đại Đức Pháp Tính là người gánh rất là nhiều. Lúc sau này gần đây đó thì sư tổ thương huyền cũng phải gánh rất nhiều gánh rất nhiều khi mà trong rừng thiếu các vị giảng sư, nên đặc biệt rất là cảm kích với ngài đã cố gắng. Mới vì biết là duy trì cái lớp Phật pháp này 22 năm rồi đó, mà nếu chỉ một mình thì rất là vất vả, cũng nhờ các vị giảng sư ra vào, đặc biệt là có một thời gian nào đó thì chư vị đã cố gắng tập trung để giúp. Trong thời gian đây thì quả thực sư tổ thương huyền đã hỗ trợ rất là nhiều. Chúng ta nói về cái những điểm rất là đáng cảm kích từ Thượng Tọa Tự Nguyện thì chúng ta cũng nhắc lại một hình ảnh, đó là Đại Đức Pháp Tính. Chúng tôi nhớ là khi Đại Đức Pháp Tính còn sống đó, hầu như bất kể môn nào, bất cứ công việc gì, có những ngày Đại Đức Pháp Tính mệt lắm, nhưng mà rồi hãy cần là cứ vào thôi. Dạ, cần ta vào. Thành ra phải nói rằng nhớ là rất là thương Đại Đức Pháp Tính thời gian đó. Dạ, rất là vất vả, và không phải là một năm một tháng mà nhiều năm như vậy, thưa quý vị, nhiều năm. Bây giờ tiếp theo từ Tự Quyền thì chúng tôi muốn đem một cái hình ảnh mà rất là gần gũi, rất là gần gũi trong đời sống hàng ngày, là ở tại chùa Pháp Luân trong thời gian qua đó, thì chúng tôi có một cái đề án để làm một cái gọi là cái Dhamma Hall, một chúng tôi gọi là cái pháp lâu. Ở trong cái Dhamma Hall này đó là một công trình mà để mình triển lãm những cái hình tượng, và qua hình tượng đó, tuy rằng đối với người thế gian thì nó khác, nhưng mà với người tu Phật lại có ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ chúng ta hình ảnh con cầu mẹ tha con cầu con, tượng trưng cho tinh thần trung đạo chẳng hạn. Và khi chúng tôi làm công trình này cũng triển lãm vào tháng Giêng là pháp ảnh lục đó, thì lại nảy sinh ra ý định là làm thế nào có một nơi mà triển lãm lâu dài, chứ không phải triển lãm một buổi rồi tất đi. Và do vậy đã vận dụng 4 căn phòng ở cái dãy ở phía trước tăng xá đó,
bốn căn phòng đó ngày xưa là văn phòng của Hướng Đạo, rồi có một chỗ là nơi cư trú của Hòa Thượng Hữu Giác trước kia nữa, nhập lại bốn phòng để tạo nên một cái dãy nhà Sedamaho, tức là nhà triển lãm đó. Thì khi mà muốn sửa chữa những cái này, thưa quý vị, có một đạo hữu là đạo hữu Phùng đó, đạo hữu đứng ra để phát tâm, tự mình để mà chỉnh trang lại những căn phòng đó và làm sao mở cửa để nối liền lại bốn căn phòng lại với nhau. Chúng tôi nhớ rất rõ là khi mà đạo hữu khoét tường ra để mở cửa ra và bắt đầu sơn sửa từng phần vá, từng chỗ, từng cái chi tiết đó, thì phải nói là nó không đẹp đẽ gì hết. Dạ, một cái căn phòng, những căn phòng rất là ngổn ngang. Nhưng một khi mà đã hoàn tất rồi, sơn sửa rồi, thì chúng ta bước vào cảm thấy rất là dễ chịu, cảm thấy mát mẻ. Dạ. Nhưng mà trong cái dễ chịu, cảm thấy mát mẻ mà cái nhìn chung như vậy đó, thì chúng ta không thể, nếu mà người nào biết đó, thì trong lúc đóng từng cây đinh và ráp từng cái miếng xi-rốc và đóng từng khúc gỗ, thì những chi tiết đó ngay lúc đó nó có cảm giác hoàn toàn nó khác. Cũng giống như là chúng tôi đang đứng ở đây nhìn qua cái cửa sổ, thưa quý vị, người ta đang xây dựng nhà và người ta đang làm những cái hệ thống ống thoát nước, làm những cái hệ thống plumbing ở dưới, nhìn thì không đẹp đẽ gì, nhưng mà sau khi mình cất xong thì những thứ này nó sẽ trở thành một cái phần của những ngôi nhà, và những ngôi nhà đó có cái hình dạng rất là đẹp ở bên ngoài, chúng ta có cảm giác khác. Ý mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là chúng ta luôn luôn sống với một cái thế giới, và cái thế giới đó đó nó qua cái sự nhận thức đó, thì nó có cái chung và có cái riêng, do có tướng chung và tướng riêng. Và trong cái tướng chung đó, đôi khi nó cho mình một cái cảm giác khác với cái tướng riêng. Đôi khi cái thế giới quy mô nó khác với vĩ mô. Bởi vì khi mà mình học về DNA, những nhà mà nghiên cứu DNA, tức là về tế bào học, mà họ cho chúng ta biết về những cái DNA nào nó tạo nên những cái trạng thái nào sức khỏe chúng ta, v.v. thì người ta lập một cái bản đồ gọi là bản đồ DNA, hình như là ở Việt Nam nó đa DAN hay gì đó, chúng tôi không biết, ở Việt Nam đọc ngược lại theo tiếng Pháp, chúng tôi thì đọc bên Mỹ là DNA đó. Thì vì những cái đó nó làm cho chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng về cái gọi là con người của mình. Dạ, chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng vì chúng ta thấy không ngờ rằng cái thế giới ở bên trong mình nó là như vậy. Cách đây vài năm á, chúng tôi có một lần mà đưa quý thầy đi ra ngoài chỗ IMAX Theater trong cái viện bảo tàng gọi là Natural Science, thì họ có chiếu một cuốn phim 3D. Dạ, ở trong cuốn phim đó họ chiếu về một cái cuộc du hành ở trong cái cơ thể con người, mà mình đi qua ngang các cái mạch máu, qua ngang các tế bào, qua ngang cái ruột già, ruột non, v.v. Thì nó cho chúng ta cảm giác rất là khác về con người của mình. Mình không ngờ đó là ông A, bà B, không ngờ đó là người già, trẻ, người đẹp, xấu, v.v. Mà nó tạo ra một cái thế giới, một cái ở trong cái thế giới bên trong nó hoàn toàn khác như vậy, mặc dù hàng ngày chúng ta thấy đó. Bởi vì cái quan trọng là mình nhìn cuộc đời từ góc nhìn nào. Yeah. Chúng ta nhìn từ góc nhìn nào. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời từ cái góc nhìn gọi là không có bị lừa đảo bởi cái ảo tưởng, không có sống bằng cái ảo giác, mà chúng ta sống như thật đó, thì cái cuộc đời đó nó rất khác với cái cuộc đời gọi là ảo giác của chúng ta. Yeah. Ở trong cái phòng triển lãm đó, thưa quý vị, chúng tôi có một cái bức tượng mà nói về một nam nữ họ đang yêu nhau, và họ có hai cái tim vàng, rồi có trăng có sao lấp lánh bầu trời rất là đẹp. Nó là một cái ví dụ về cái ảo giác của chúng ta về cuộc sống, là khi người ta thương nhau, người ta sống với nhau, thì đôi khi trong những giờ phút nào đó họ cảm thấy cuộc đời cái gì nó cũng đẹp hoàn toàn như vậy. Dạ. Nhưng mà nó chỉ là một thời khắc, một khoảnh khắc, một giây phút nào đó. Đến khi mà sự thật nó hiện về, nào là gánh nặng chồng chất của năm dài tháng rộng, phải lo cho con, rồi lo cho gia đình, rồi trách nhiệm về tài chính, về cái an ninh, về sức khỏe, rồi về già, bệnh chết, như là ngày mai này chúng tôi đến
dự đám tang của một Phật tử, mà Phật tử đó lại là một Phật tử rất lâu năm, người sáng lập ngôi chùa Phật Pháp này. Thì hai bác này có một đời sống rất là viên mãn. Và viên mãn là bởi vì ngày xưa bác lại là một quân nhân, rồi đi sang đây là hai bác sống với nhau tận tụy lo cho chùa chiền, đời sống một đời thuận vợ thuận chồng, cùng nhau lo cho Tam Bảo cho đến giờ phút cuối. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy rằng về già, ở trong một cuộc sống mà đã chia sẻ với nhau rất nhiều, khi mà hai bác mà đã già, đã lụm cụm rồi dìu dắt lẫn nhau, thì nó cho chúng ta một hình ảnh khác. Cái trường hợp mà sự gắn kết với nhau mà cả một đời như vậy, đối với nhiều người trong chúng ta là một cái hình ảnh rất đẹp. Một cuộc sống có thủy có chung, một cuộc sống mà cùng nhau dắt nhau trên cái đoạn đường đời rất là đẹp. Nhưng mà cái gì mà mình trải qua cuộc sống là gì? Đó là sanh, đó là già, đó là bệnh, rồi bây giờ cái chết. Khi mình đối diện với sanh, già, bệnh, chết thì nó là cả một cái thực tại trải rộng trước mắt mình. Cả một thực tại nó cho phép chúng ta nhìn cuộc đời từ nhiều góc cạnh khác nhau. Và tại sao khi mà mình học về diễn trình tâm thức, học về tâm theo Phật Pháp, thì chúng ta cũng sẽ đối diện với một cái trạng thái tương tự như vậy. Nhưng mình học không phải để vui, học không phải để buồn. Quý vị nhớ nha, chúng ta học Phật không phải để vui, học Phật không phải để buồn. Mà chúng ta học Pháp Pháp để làm gì? Để cái trí của chúng ta được sáng và cái nhận thức của chúng ta được trung thực. Khi trí chúng ta được sáng, nhận thức trung thực, thì đó là một cái đầu mối tiêu biểu để chúng ta bước vào cảnh giới của giác ngộ. Không có giác ngộ thì chúng ta không có giải thoát. Nên chi đặc biệt khi mà, và quý vị chờ chúng tôi một chút. Thương tội tự quyền ấy, thương tội tự quyền ấy, thì tôi có thể nói giúp cho khoảng chừng vài phút không, có không bị chút xíu được đâu. Dạ, thì xin thỉnh nhờ thì tội tự quyền qua khi nói cho vài phút. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Bây giờ sư có việc rồi. Dạ vâng ạ. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói được không? Dạ cảm ơn. Dạ. Cô xin giúp cho Hòa Thượng trong giây lát. Hòa Thượng cứ vậy là có phải là Hòa Thượng rời râm luôn hả? Có phải không? Sư tôi đi. Alo. Dạ. Sư nghe. Dạ dạ sẽ trở lại. Dạ đã. Ngày trở lại, dạ dạ. Vậy nếu mà ngày trở lại, ngày nói tiếp hay như thế nào ạ? Sư cho tôi biết, sư tự đi. Thế Hòa Thượng có việc đột xuất không? À, vậy Hòa Thượng tiếp tục không? Dạ, nói tiếp lắm, đỡ cho ngày chút xíu. Dạ, dạ. Vậy con thỉnh, Hòa Thượng tiếp tục ạ. À, trong 50 phút. Dạ dạ, dạ sẽ nói chuyện trong 50 phút. Dạ dạ. Thì kính thưa quý vị, nếu như mà chúng ta thật tâm, chúng ta có một cái hiểu biết về, có một kiến văn kiến thức giáo lý, nó rất là tốt đẹp cho chính chúng ta trong cái cuộc sống này. Chúng tôi không nói là cái tri kiến nó mang theo ở trong cái dòng luân hồi nữa. Và chính vì là chúng ta, nếu chúng ta hiểu được, biết được, chúng ta có một kiến thức một chút xíu hiểu biết về cuộc đời, hiểu biết về nhân sinh quan, vũ trụ quan, và đặc biệt cái nhân sinh quan của mình, về ngũ uẩn này, về tứ đế này, về uẩn xứ, về giới, về đế này, về tam tướng, về vô thường, khổ não, vô ngã này, vân vân, thì chúng ta mới thấy rằng cái Phật Pháp á, vô tình cài đặt cho chúng ta, dạy cho chúng ta có một sức sống hết sức là tỉnh thức, hết sức là mạnh mẽ, hết sức là đặc biệt trong cuộc đời này. Còn nếu như mà chúng ta không có một cái sự vững vàng, không có một cái tâm mà nó thâm nhập giáo lý một chút xíu, nếm trải giáo lý, hiểu biết về giáo lý, thì kính thưa quý vị, cuộc đời này chúng ta vui nó ít mà khổ thì nó nhiều, và thất vọng càng càng nhiều. Đến rồi
khi chúng ta ra đi, phải nói rằng rất là buồn tủi, rất là đau khổ. Và khi chúng ta học được, hiểu được, biết được Phật Pháp là một điều mà kính thưa quý vị, trong vòng luân hồi chúng ta ít làm một cái nghiệp ác hơn. Bởi vì thí dụ bây giờ tại sao mà chúng ta nghèo khổ? Bởi vì nhân của chúng ta keo kiệt bỏng sẻn, không có biết, không hiểu đến vị tha, chấp thủ của cải của mình. Và chúng ta không biết bố thí thì mà đó là một cái việc hết sức là nhẹ nhàng. Đó là ngoài vật, ngoài thân. Mà chúng ta không làm được thì chúng ta không làm được cái gì? Rồi chúng ta không biết cái giữ giới để mà chúng ta biết được, là để cho phiền não, để cho tam nghiệp của chúng ta nó không có có tăng trưởng những nghiệp ác. Và những nghiệp ác á, mà chúng ta làm, mà chúng ta có thể chúng ta chuyển hóa nó, và lúc đó chúng ta mới biết là làm cho những việc thiện nó khởi sanh, và những việc thiện đã sanh thì chúng ta biết quân tập và nuôi dưỡng nó. Và cũng như chúng ta mới biết làm hành trang ở trong tương lai. Một tri kiến, có một tri kiến nhân quả, có một tri kiến Phật Pháp, có một tri kiến mà tinh nghiệp quả đó, thì trong vòng luân hồi chúng ta không có bị những cái tà giáo, tà đạo mà chỉ dẫn dắt chúng ta để chúng ta làm nhiều cái điều ác mà phải sanh tử đau khổ, phải nhiều cái bất hạnh, nhiều cái điều mà sai lệch ở trong đời này mà chúng ta lại đi theo, vân vân. Thì có thể nói rằng nhiều lắm quý vị, nhiều cái điều mà chính chúng ta, một điều đơn giản thôi, trong thiền định thôi, vì chúng ta dừng lại, cuộc sống này là mệt mỏi rồi, dẫu cho người giàu người nghèo gì cũng sẽ đồng nhất bị một cái tinh thần đó. Và bị cái tinh thần đó thì chúng ta chỉ suy nghĩ một điều, rồi bây giờ chúng ta buông bỏ, để chúng ta thở ra thở vô cho tâm tư này nó nhẹ nhàng. Có nhiều người đến nỗi mà làm việc riết rồi đó, đến nỗi mà nó ngã quỵ, đến nỗi mà nó tai biến luôn, đến nỗi hoặc là nó kiểu như rơi vào bệnh hoạn hôn mê. Thì sự thật ra người ta biết buông bỏ, Phật Pháp dạy chúng ta biết biết dừng lại. Thế này chúng ta dừng lại thôi, mà bằng tinh thần của khoa học chứ không phải là tu tập gì người lớn lao ghê gớm, mà chúng ta chỉ biết thôi dừng lại. Bây giờ chúng ta quay về cái tinh thần, nuôi dưỡng cho tinh thần mình, để cho cái tinh thần mình nó nhẹ, đừng có phải là bị chấp thủ, đừng có phải bị trách nhiệm bên này rồi sợ hãi bên kia, cứ lo lắng như thế này, lo lắng như thế kia, và cứ phục vụ, cứ nô lệ cho cái tâm ý của mình. Rốt cuộc cái sức khỏe mình không còn, rốt cuộc cái thời gian mình không có, và rốt cuộc từ cái gì nó mắc tới mắc, từ tiền, sức khỏe, tiền bạc, gia đình, vợ chồng, con cái ly tan hết trơn, không còn cái gì hết. Đó cũng chính là cứ lao vào việc mà quên đi chăm sóc một cái con người mình và những người xung quanh mình, vân vân. Thì cái trách nhiệm và bổn phận của chúng ta đã quên, mà chúng ta chỉ cứ nhắm hướng, cứ làm, cứ tìm tiền, cứ gì cũng tiền hết, cái gì cũng phải làm để được tăng lương, để được tăng lương, để được thăng chức, để nó tất cả vân vân. Thì có những lúc chúng ta hãy nhìn lại, cái sự nhìn lại đó, dừng lại đó, là chúng ta biết ly tham, biết tri túc. Thì đây cũng là lời Phật dạy chúng ta phải chờ. Tại sao chúng ta đã đi quá xa, đã bỏ quên tất cả những gì gần nhất trước mắt mình, mà chúng ta lẽ ra đáng phải giữ, đáng phải bảo bọc, đáng phải trân quý. Và một điều đó chính là cái gì? Đó là sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta, và cũng như là chúng ta biết chăm sóc cái đời sống tinh thần của mình. Nếu như là một người hiểu biết Phật Pháp thì đó chính là tạo cái hành trang cho chính mình. Rồi tất cả cũng chia tay, rồi tất cả cũng ra đi. Nhưng sự ra đi nó như thế nào đây? Chuẩn bị cho cái sự ra đi của mình nó căn bản nhất, nó tốt đẹp nhất, đây mới là một vấn đề. Mà trong cuộc đời này không ai dạy cho ta, không ai bảo cho ta, mà chính ta là người tự sinh ra cái chuyện đó. Và cũng tự mình, nếu như mình có cái sự tu tập thì biết buông bỏ, còn không tu tập thì chúng ta lại khổ đau sanh tử triền miên nữa. Thì đây chính là Phật Pháp sẽ cho ta nhiều cái đẹp, nhiều cái hay,
và nhiều cái tốt vô cùng. Nếu như chúng ta biết nếm trải, chúng ta biết chấn thân và chúng ta thực hành vào những cái lời dạy của Phật. Dạ. À, Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng đã có mặt ở trước máy chưa? Nhưng nếu Hòa Thượng có mặt trước máy thì con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Còn nếu Hòa Thượng chưa có mặt thì con tiếp tục. Dạ, dạ, con kính cung thỉnh. Dạ, sa thú, kính đừng thưa tổ thưa quý. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Có lẽ là chúng tôi nói điều này cũng trùng hợp một điều là bản thân của chúng tôi và thư tập tuyệt quyền đó, là khi mà vào trong chùa thì vào chùa từ thở nhỏ, và khi thở nhỏ đó thì chúng tôi học Phật pháp hơi khác với đa số quý Phật tử ngày nay, là thời gian đầu chúng tôi học chỉ là học thôi, tâm mình giống một tờ giấy trắng, nghĩa là mình học mà tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ, tâm tạo tác. Đối với tâm ô nhiễm nó đang hay hành động, rồi đau khổ sẽ theo sau như bóng không, rồi như xe theo chân bờ kéo chẳng hạn, cứ học. Và học thắng pháp cũng vậy, học tất cả là pháp, pháp có tục đế, chân đế, rồi chân đế có vô vi, hữu vi, và học học tới như vậy. Cái học đó, thì mới nhìn đó thì xem như là học không có lợi ích gì hết. Tức là mình học mình cũng không có hiểu nhiều, và học mình cũng không có phán đoán nhiều. Như quý Phật tử ngày nay, quý vị vào học trong phao thóc là do sự lựa chọn quý vị. Và khi quý vị học đó, quý vị còn nghĩ rằng mình nghe này mình thích quá, kia nghe thích quá. Chúng tôi hồi còn nhỏ vào chùa học thì có nhiều khi học vậy thôi, nhất là học thắng pháp. Nhưng mà điều này nó rất có lợi là đến khi mà mình bắt đầu lớn á, thì những cái học bắt đầu nó được sử dụng từ từ, được xài từ từ. Và trong cái việc mà chúng ta xài những gì chúng ta học á, thì chúng ta đã nhớ những điều đó. Nó tương tự như lúc mà chúng ta đi học trong trường phổ thông, quý vị nhớ rằng những cái bài toán số hay là đại số hay là hình học vân vân, mình học đó là mình chỉ học như con vẹt, mình không thích lợi ích gì hết. Bây giờ mình ra mình xây cất rồi mình mới biết là làm sao để tìm ra cái việc diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, vân vân, thế nào là bán kính, rồi mình mới hiểu chuyện này việc kia, là nhờ vào những cái gì mình học hồi thời mà chúng ta gọi là tiểu học và trung học. Cái nền giáo dục đó gọi là cưỡng bách giáo dục, tức là bắt buộc phải đi học, và lúc học mình không có biết. Khi học thắng pháp, thưa quý vị, có một cái thời gian nào đó, đôi khi mình chỉ biết mà biết một cách rời rạc, bớt biết từng mảng. Như hôm nay chúng ta học về hai tâm tiếp nhận và kiểm tra, có thể chúng ta chưa có học được nhiều và chưa có thấm thía, mặc dù chúng tôi có nói rằng hai tâm tiếp nhận nó sẽ trở thành cái gọi là nó được gọi về sau này chúng ta học trong cái 18 giới gọi là ý giới, và nó là hai trong ba tâm ý giới, hay là tâm kiểm tra nó có thể trở thành cái tâm gọi là tục sinh tiềm thức mình chung, hay là tâm dư hưởng chẳng hạn. Mấy cái đó thì mình chưa học tới, nhưng bây giờ mình học từng bảng thì chúng ta ráp lại với nhau. Vì vậy khi mình học vào thống pháp á, khác hơn với kinh đại là chúng ta đừng có đòi hỏi rằng mình phải nắm hết, phải hiểu hết, hiểu cái trọn vẹn. Không bao giờ mà chúng ta vào học một cái môn học nào mà lớn quan trọng mà mình học một rồi biết toàn diện hết. Năm dài tháng rộng nó sẽ cho chúng ta một sự kết nối, một cái sự kết hợp, nhiều cái mảng rời trở thành một cái hình thức toàn diện. Và trong cái nhìn toàn diện đó, chúng tôi mới hiểu nó là như vậy. Và lúc đó mình mới thấy rằng những gì mà mình đã góp chặt được trong thời gian qua thì nó có lợi. Vì vậy chúng tôi có nhân cái dịp mà còn có thời giờ của ngày hôm nay đó, kêu gọi sự kiên nhẫn của quý Phật tử. Nếu quý vị để ý, không phải chỉ riêng thắng pháp mà ngay cả trong kinh đạn, ở trong những cái môn mà chúng ta học như là tăng chi hay trường bộ hay trung bộ thời gian vừa qua, bây giờ tứ ứng bộ đó, thì quý vị thấy rằng mỗi một ngày chúng ta học một phần. Ví dụ có những ngày mà chúng ta học về tìm hiểu về thế nào là thuật ngữ Bà La Môn, rồi có những ngày chúng ta nói về vua Ba Tư Nặc, có những ngày chúng ta tìm hiểu về những vị gia chủ thời Đức Phật còn tại thế như thế nào, v.v.
Mặc dù bây giờ thì mỗi một bài kinh chỉ cho chúng ta một ý nghĩa, và bản thân của chúng tôi khi soạn những bài kinh này thì nó chỉ gợi cho chúng ta một góc nhìn thôi. Nhưng những vị nào mà theo dõi lớp học năm dài tháng rộng thì tất cả những cái góc nhìn đó kết hợp lại, nó cho chúng ta được một cái tầm nhìn tương đối rất là lợi ích, rất là sâu sắc về, về Phật học. Nên người học phải có kiên nhẫn, người học phải có niềm tin, người học phải có tha thiết. Và đồng thời cái sự tập chú của chúng ta trong từng phần một á, về lâu về dài sẽ đem được phần thưởng rất lớn. Không có những mảng nhỏ thì chúng ta không có mảng lớn. Không có những cái phần mà chúng ta thấy là ly chi á, thì chúng ta không có một cái nhìn mà đại loại mà chân xác được. Nên chi khi quý Phật tử vào học Phật pháp hay là học Thắng pháp, nói riêng học Phật pháp nói chung đó, chúng ta đang đi vào một thế giới, một thế giới mà chúng tôi nói rằng là cả một cái kho tàng lớn. Ngay cả những vị giảng sư ngày hôm nay mà đang dạy, đang hướng dẫn thì vẫn còn phải học, phải nghiên cứu, phải suy gẫm từng phần ở trong cái kho tàng lớn lao đó. Phật học mênh mông đó thứ gì? Nhưng mà chính mênh mông đó là một gia tài của chúng ta, một cái sự gia tài rất lớn mà Đức Phật để lại cho những thế hệ mai hậu như chúng ta. Do vậy hãy học một cách kiên nhẫn, lâu dài chúng ta sẽ thấy được cái lợi lạc. Mà những cái lợi lạc này nó là vốn tích tập lâu ngày nhiều tháng, chứ không phải một ngày một bữa. Không có ai học Thắng pháp một ngày mà nắm được hết đâu thưa quý vị. Không ai, chúng tôi chưa từng thấy. Bởi vì ngày xưa khi Ngài tịnh sự về đó, thì có một Phật tử họ đi chùa, họ cố gắng để nghe và thì thực sự giảng về Thắng pháp. Thì sau đó họ nói rằng bạch hòa thượng, là cái môn này đối với con nó khó, là tại vì nó có nhiều danh từ quá. Thì Ngài cười, Ngài nói rằng nó không phải khó nhiều danh từ không, mà nó còn khó là đòi hỏi là chúng ta phải rất nhiều sự kiên nhẫn nữa, kiên nhẫn đối với thời gian nữa. Danh từ không chưa đủ, và kiên nhẫn thời gian là cái điều đó mình có cho phép mình, và cho phép mình để chấp nhận, để tự thoải mái lấy chính nó. Cũng như khi mà chúng tôi nhớ có lần đến hành thiền với Ngài trên Mahabhuva đó, thì Ngài có nói một điều là Ngài nói rằng một cái điều mà tất cả những người mới tính tu thiền giống nhau đó, là ai cũng quan điểm rằng mình ngồi xuống mình phải tu thật tốt đó, thì mình mới tu. Còn nếu mình ngồi xuống mà mình tu thiền mà tâm mình còn phóng, tâm mình còn dao động, tâm mình còn không yên thì không tu. Nhưng mà Ngài nói là sự thật ra thì ai mới bắt đầu tu tâm nó cũng không yên hết. Tâm nó cũng dao động hết. Nếu tâm mình yên mình đâu cần đến trường thiền làm cái gì. Ngồi đầu tiên là quan trọng là chấp nhận. Và chấp nhận cái không yên đó, chấp nhận cái mà bước đầu mà nó lộn xộn, nó ngổn ngang đó. Rồi khi mình chấp nhận nó rồi, mình bắt đầu từ buổi giảng dị là chỉ để ý tới hơi thở vô, hơi thở ra. Từ hơi thở hơn thủ ra để yếu cái thuần thục rồi đó, thì dần dà mới nhận ra được hơi thở dài, hơi thở ngắn. Từ cái nhận thức hơi thở dài, hơi thở ngắn thì mình mới bắt đầu nhận thức được hơi thở một cách toàn diện. Còn nếu mà mình vào mình bảo rằng mình ngồi thiền mà tâm mình thực sự rất là yên, rất là tốt, rất là phẳng lặng thì mình mới hành thiền á, thì không bao giờ có chuyện đó hết. Mới bắt đầu ai cũng trải qua sự khó khăn, và mình phải hiểu nó là tự nhiên, nó là vậy đó. Thì ở đây học Thắng pháp cũng vậy. Dạ, theo Thắng pháp chúng ta phải làm quen với các cái dụng ngữ. Học Thắng pháp chúng ta phải làm quen với một số khái niệm, và đôi khi có những chuyện rất là xa lạ, rất xa lạ, nó hoàn toàn khác với kinh tạng. Một cái chúng tôi biết có nhiều vị học Phật pháp đó, các vị không thích học Thắng pháp là tại sao? Ở trong kinh tạng thì mình nói là giới định tuệ, mình nói về những điều mà rất là dễ nói về cách tu, về triết lý vân vân. Nhưng mà đi vào trong Thắng pháp đó, những điều như là tâm tiếp nhận hay là tâm kiểm tra này đó, mình nói để làm cái gì, có cần thiết phải nói không, ví dụ như vậy. Nhưng mà rất là cần, rất cần. Rất cần. Đức Phật Ngài khi Ngài giảng về thế giới tự nhiên, ở trong tự nhiên thưa quý vị, chúng ta không có ở tự nhiên, chúng ta không có, không thể nói là tại sao thế này, tại sao thế kia, mà trước nhất là chúng ta phải nói là như vậy đó. Ví dụ như trong các con vật
Thí dụ như con người chúng ta có trứng mồ hôi, nhưng mà con heo thì không có trứng mồ hôi, nhưng mà con trâu lại có trứng mồ hôi. Thì bây giờ hỏi tại sao mà con heo không trứng mồ hôi mà con trâu có trứng mồ hôi? Cái đó thì chúng ta chịu. Mỗi con vật thì nó có cái kiểu riêng của nó. Do vậy khi mà còn nhỏ mà vào chùa như Thượng Tọa Tây Quyền hay chúng tôi và Thượng Tọa Siêu rồi đó, những vị tu hồi nhỏ chùa đã có một cái lợi mà nhiều Phật tử không có, là chúng tôi học ở trong cái thời kỳ rất là hồn nhiên. Dạ. Chứ tôi không muốn xài chữ vô tư, nhưng mà học cái hồn nhiên nghĩa là vào trong chùa si cậu mình, thầy mình dạy như vậy thì học về trước đi. Dạ, học trước. Và lúc bây giờ học thì học chỉ là học thôi. Dạ. Thì cái lúc học để mà nhớ thôi. Chúng tôi nhớ là hồi ở với người tự sự đó, nói thì nghe kỳ nhưng mà có thời gian chúng tôi học đơn giản là tại vì ngài tự sự ngài hãy biểu lên nói về cái đó. Dạ. Ngài có một cái cách cũng rất là lạ, thưa quý vị, là Phật tử đến hỏi cái gì đó, thí dụ hỏi về cái tâm tiếp thu chẳng hạn, ngài biểu ông lên ông nói kìa, mà lúc mình lên mình nói lôi thôi là bị ngài rầy trước mặt mọi người luôn, mà nhiều khi không chuẩn bị cái gì hết. Tại đó thường thường ngày chúng tôi học đó, ráng học ráng nhớ để làm gì, để bất ngờ ngày kêu lên nó đỡ phải bất ngờ. Khi mà ngày rầy, mà thật ra ngày rầy thường lắm, nói ít ngày cũng rầy, nói nhiều cũng rầy, nói sai ngày cũng rầy, nói đúng ngày cũng rầy. Nhưng mà rồi lâu ngày cũng quen. Yeah, mình nhớ được nên chi ở trong cuộc đời của chúng ta đó không có biết được, thưa quý vị, khi học nó có cái duyên. Dạ, có duyên. Như hồi nhỏ chúng tôi và Thượng Tọa Siêu hồi nhỏ thích học trong bộ kinh, trường bộ kinh lớp. Nhưng mà sau này chúng tôi mới biết là có nhiều vị không có thích. Không, cái đó không có thích. Nhưng mà hồi nhỏ tự nhiên vào, nó cũng là cái duyên.